Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Dồn con mồi vào bẫy ở Robotine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, câu chuyện về vũ khí sẽ là nội dung chính trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Cuộc chiến tiêu hao đang đến hồi hạ màn, nhưng mà người Mỹ vẫn muốn kéo dài nó lâu nhất có thể. Trong khi phía Nga có lẽ đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn nhằm chấn dứt hoàn toàn cuộc xung đột này. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Nhấn chìm Nga bằng 200.000 máy bay không người lái Hôm nay ngày 18 tháng 9 thì truyền thông đưa tin Kiev đang lên kế hoạch để nhấn chìm Nga bằng 200.000 máy bay không người lái. Nguồn tin này cho biết, người Ukraine một mặt đang cố gắng để xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga theo hướng Zaporozhia, Melitopol và biển Azov. Nhưng đến nay điều đó không thành công. Đồng thời, họ vẫn tiếp tục tấn công bằng các máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu ở Crimea. Mục đích đó là phá hủy các nguồn cung cấp quan trọng như là nhiên liệu, thực phẩm và đạn dược cho lực lượng Nga đang chiến đấu ở khu vực phía Nam. Đồng thời tìm cách để đánh chìm các tàu của hạm đội Biển Đen. Phía Nga vào cuối ngày hôm qua tuyên bố rằng những nỗ lực dùng UAV để tấn công khủng bố vào các mục tiêu của Nga đã bị chặn trên đường hướng tới Crimea. Theo như thông tin từ truyền thông Nga, thì các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và tiêu diệt thành công hai UAV đang tiếp cận bờ biển phía tây của bán đảo Crimea. Trước đây, thì phía Ukraine từng đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các vật thể nằm trên lãnh thổ Nga cũng như là nhắm vào tàu Nga. Tuy nhiên, những hành động gần đây trong việc đẩy lùi thành công các vụ không kích là bằng chứng cho thấy quân đội Nga có khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa kiểu này. Hôm qua, máy bay không người lái của Ukraine còn tấn công các mục tiêu ở các thành phố của Nga. Thậm chí ngay cả Moscow cũng rơi vào tầm ngắm. Mục tiêu của Kiev đó là làm mất tinh thần của người dân Nga, đồng thời tạo ra một làn sóng bất bình trong xã hội Nga, chống lại Putin. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Nga vẫn đang đẩy lùi các cuộc tấn công, và đồng thời họ còn chuẩn bị một kế hoạch để tiến hành một cuộc chiến lớn nhằm đè bẹp đối phương. Tình báo Mỹ tiết lộ Nga đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn Đầu tiên đó là cựu phân tích viên CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialog Work rằng Nga sẽ giáng một đòn mạnh vào lực lượng vũ trang Ukraine ngay khi Kiev phát kiệt năng lực quân đội. Ông ấy dự đoán rằng Nga có một chiến lược cân nhắc kỹ lưỡng, họ không đặt quân đội của mình vào tình thế nguy hiểm lớn và tiến hành các trận chiến phòng thủ nhằm tiêu hao và nghiền nát đối thủ. Khi mà quân đội Ukraine mất đi khả năng chiến đấu thì sẽ là lúc Nga giáng đòn mạnh. Theo vị chuyên gia này, Kiev sẽ không có đủ nhân lực để chiến đấu trong nhiều năm, giống như là các chính trị gia phương Tây mong muốn. Ngoài ra, giới lãnh đạo Ukraine cũng không có đủ kinh phí để tiếp tục theo đuổi chương trình nghị sự thù địch với cường độ cao như vậy. Cũng đồng quan điểm với Larry Johnson, cựu sĩ quan tình báo Miss Corrito cho biết trên kênh YouTube Reporter File Media and Travel rằng quân đội Nga đang nghiền nát lực lượng dự bị cuối cùng của Ukraine gần làng Robotine ở Zaporozhye. Ông ấy nói rằng sự thật là quân ukraine đang bị tiêu diệt trong khi chúng ta đang nói chuyện thì một trận chiến đang diễn ra gần ngôi làng nhỏ robotine đây đã trở thành điểm đầu và là điểm cuối cùng của cuộc phản công ukraine họ ném tất cả những gì họ có vào đó nhưng người nga đã cho thấy rằng họ có thể đánh bại lực lượng vũ trang ukraine theo ông kiev sẽ sớm không còn quân đội sẵn sàng để chiến đấu và điều này sẽ đặt dấu chấm hết cho năng lực quân sự của nhà nước ukraine đây là những nhận định và đánh giá của giới tình báo mỹ Vậy thì trên thực tế chiến trường như thế nào? Dồn con mồi vào cái bẫy ở Robotine Truyền thông Ba Lan Minpolspa đưa tin quân đội Ukraine đã rơi vào một cái bẫy chết người gần Robotine. Họ lưu ý là ý tưởng đột phá khu vực hẹp này là rất mạo hiểm và kết quả là quân đội Ukraine đã rơi vào bẫy. Báo cáo đã đưa ra tiên đoán này từ ngày 2 tháng 9 và cho đến nay nó đã diễn ra đúng như vậy. Mặc dù vậy thì một số nhà phân tích phương Tây lại cho rằng kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine tại Robotine chắc chắn sẽ thành công. Chính vì sai lầm trong đánh giá chiến thuật nên là kết quả các đơn vị quân đội cố gắng chọc thủng phòng tuyến đã bị lực lượng đặc biệt của Nga đáp trả. Theo nguồn tin thì Bộ Chỉ huy Nga quyết định gửi thêm quân dự bị tới xung quanh ngôi làng và điều này giúp củng cố các vị trí của sư đoàn súng trường cơ giới số 42 Nga. Từ đó thực hiện được các cuộc phản công thành công vào đêm ngày 9 tháng 9, khiến cho quân đội của Ukraine phải rút lui. Điểm mấu chốt làm phức tạp đáng kể tình hình của quân đội Ukraine đó là việc lính dù Nga đã hoạt động tích cực Nhờ sự xuất hiện của các đơn vị này mà người Nga có thể gây áp lực mạnh hơn ở hai bên sườn, từ đó làm chậm các hoạt động tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các tác giả của bài báo thể hiện nút thắt cổ chai mà các chiến binh Ukraine rơi vào đang dần dần bị thu hẹp và có những thước phim cho thấy pháo binh Nga đang tiêu diệt bộ binh đối phương tại khu vực này. Trước đây đã có thông tin cho rằng Ukraine bị tổn thất nặng nề theo hướng Robotine, Vebove, nhưng Kiev vẫn tiếp tục điều chuyển ngày càng nhiều quân đến đó những nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá một phần lãnh thổ hẹp này tỏ ra mạo hiểm và đã dẫn đến việc đẩy quân Ukraine rơi vào một cái bẫy chết người. Trong ngày hôm nay, đã có hàng loạt những video cho thấy máy bay ném bom Tu-95MS đã tấn công vào khu vực hậu phương của Ukraine. Các kênh thông tin độc lập của Ukraine cũng đưa tin 5 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã cất cánh. Đặc biệt, tên lửa đã được phát hiện trên bầu trời khu vực Odessa, Cherskaki, Nikolaev Công chúng và các phương tiện truyền thông Ukraine tập trung vào thực tế đó là sau khi đi vào không phận Ukraine thì những tên lửa liên tục điều chỉnh hướng đi. Và điều này khiến cho các hệ thống phòng không của Kiev khó phán đoán và không thể đánh chặn. Đã có những vụ nổ xảy ra gần làng Kotovsky ở vùng Odessa. Đây là nơi mà trước đây được dùng để trung chuyển các hàng hóa quân sự bằng đường sắt. Ngoài ra còn có các báo cáo về việc xuất hiện tên lửa trên bầu trời vùng Vinnytsia. Người ta cho rằng mục tiêu của các tên lửa này có thể là các cơ sở hạ tầng quan trọng. Đồng thời, cũng đang có những cuộc tấn công tích cực tại khu vực Kharkov, nơi tập trung của các cơ sở hạ tầng sửa chữa thiết bị quân sự. Tấn công vào nhà máy thiết giáp Kharkov. Chiều ngày hôm qua, phóng viên chiến trường Nga AviaPro cho biết, Kharkov đã trở thành mục tiêu của hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa. đòn tấn công chính nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp của thành phố. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong, nhưng dự kiến các hoạt động sản xuất công nghiệp trong thành phố này có thể bị thiệt hại nghiêm trọng. Trước đó, một cuộc tấn công tương tự cũng đã diễn ra. Các xưởng sửa chữa và bảo trì thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kharkov đã bị tấn công. Những xưởng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và sửa chữa các thiết bị hỏng hóc trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin đã tấn công các xưởng sản xuất của nhà máy thiết giáp Kharkov bằng một cuộc tấn công tên lửa. Bộ này cũng đã thông báo về hàng loạt những thiết bị quân sự ở tất cả các hướng tấn công Ukraine bị phá hủy số lượng lớn. Bây giờ đây, những thiết bị hư hỏng này sẽ không có nơi để sửa chữa nữa. Nhà máy thiết giáp Kharkov vốn là xưởng sửa, sửa chữa xe tăng số 115 trước đây của Bộ Quốc phòng Liên Xô. Sau khi Ukraine tách khỏi Liên Xô, nhà máy này ban đầu phụ trách việc sản xuất, rồi sau đó chủ yếu là đảm nhiệm việc sửa chữa xe tăng kiểu Liên Xô, bao gồm cả những mẫu xe tăng thế hệ mới như là T-80 và T-80BV hiện đại hóa. Có một điểm đáng chú ý đó là kết cấu nhà xưởng tại đây rất kiên cố, ngay cả khi Nga có sử dụng loại bom 1 tấn rưỡi FAB-1500 thì cũng không thể dễ dàng phá hủy được nó. Vậy thì vì sao người Nga vẫn quyết tấn công nơi đây? Câu trả lời đó là vì Ukraine dù có tới 13 nhà máy sửa chữa nhưng trong đó chỉ có 4 nhà máy là còn đang hoạt động. Xe tăng Liên Xô đang được sửa chữa ở Kharkov. Nếu như nhà máy này bị vô hiệu hóa thì Ukraine sẽ buộc phải đưa các thiết bị hỏng hóc tới vùng Lviv. Toàn bộ quá trình vận chuyển và sửa chữa sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Ngoài ra, phạm vi sửa chữa sẽ bị hạn chế và mỗi thiết bị sẽ mất nhiều thời gian hơn để quay trở lại chiến trường. Như vậy thì lợi thế của quân đội Nga sẽ là rất lớn. Và để vô hiệu hóa được một cơ sở hạ tầng như vậy, sẽ cần tới một đòn giáng mạnh bằng ít nhất là 2 đến 300 quả bom có đầu đạn nặng 500 kg. Nhưng mà để làm được điều này thì ít nhất là cần phải chấn áp được hoàn toàn đối tượng phòng không của đối phương trong khu vực. Cho nên, cú tấn công vào ngày hôm nay của Nga thực chất rất có thể là để nhắm vào hệ thống phòng không của Ukraine. Sau đó mới thực hiện việc phá hủy các nhà máy kiên cố này. Trên thực tế, khi mà một, một xưởng hoặc là một cơ sở riêng biệt bị tấn công một phần, thì Ukraine vẫn có thể khôi phục lại nó trong vài tháng. Còn nếu như nhà máy bị phá hủy hoàn toàn, họ có thể phải mất khoảng 3 đến 4 năm để có thể xây dựng lại. Thêm vào nhân tố này, thì giới quan sát cho rằng rất có thể là người Nga sẽ thực hiện một bước đi quyết đoán ở đây. Vũ khí hạt nhân trên máy bay B-52 của Mỹ chỉ cách Crimea 200 km. Vào tối ngày hôm qua, truyền thông Hy Lạp đưa tin máy bay ném bom chiến lược B52H của Mỹ đã bay trong vùng đặc quyền kinh tế của Hy Lạp theo hướng Odessa. Đặc biệt, là máy bay này có mang theo vũ khí hạt nhân. Ban đầu thì có một số người còn nghi ngờ về thông tin trên, nhưng mà sau đó các phóng viên AviaPro đã có trong tay những dữ liệu xác minh tính chính xác của nó. Thông tin cho biết, máy bay ném bom chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân này đã bắt đầu sứ mệnh từ căn cứ không quân Sigonella ở Ý. Sau đó, nó đã bay qua không phận phía tây bắc của Hy Lạp rồi đi vào không phận của Bulgaria. Tiếp theo nó bay qua Romania và tại đây, máy bay B-52H đã tiếp cận khu vực phía đông của nước này, nằm rất gần thành phố Odessa, Ukraine. Tại đó thì người ta quan sát thấy B-52H lượn vài vòng trước khi quay trở lại căn cứ ở Ý. Hiện vẫn chưa biết rõ mục đích của chiếc máy bay này là gì. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau 2 năm một sự kiện như vậy lại xuất hiện trên biển đen. Trước sự kiện bất thường này thì phía Nga cũng đã thực hiện một động thái để đáp trả. Nga triển khai 4 căn cứ quân sự trang bị tên lửa gần biên giới Phần Lan. Tại vùng Munmans, trong khu vực cách biên giới Phần Lan chỉ 5 km thuộc vùng Petrogradskov, người ta đã thấy quân Nga có những hoạt động tích cực để khôi phục và củng cố bốn căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô. Chỉ trong vòng 24 giờ những khu vực trước đây dường như bị bỏ hoang lại xuất hiện quân nhân kèm theo các hệ thống tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Andy Hakanen đã bày tỏ sự ngạc nhiên sâu sắc trước những hành động này nhấn mạnh rằng các khu vực đồn trú ở phía bắc nước Nga chưa hề được mở rộng kể từ thời Liên Xô. Ông chỉ ra khả năng sẽ xảy ra mối đe dọa đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan còn cho biết, cực kỳ nhanh, người Nga đã xuất hiện chỉ sau 24 giờ. Việc triển khai các căn cứ của Nga đang diễn ra cực kỳ nhanh chóng và ông ấy ngạc nhiên trước tốc độ cũng như là khả năng phối hợp hành động của Nga. Theo thông tin có được thì những công nghệ mới nhất để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của khu vực này đã được sử dụng để nâng cấp các cơ sở quân sự Rõ ràng là quyết định rời bỏ chính sách trung lập lâu đời và gia nhập vào NATO của Phần Lan vào tháng 4 năm nay đã gây ra phản ứng nhất định từ phía Nga. Một yếu tố cũng quan trọng không kém cho những hành động này, có lẽ đến từ cái gọi là con đường phía Bắc tới Canada. Do băng tại Bắc Cực đang tan, vùng biển nơi đây đã xuất hiện một tuyến hàng hải mới và có thể nó sẽ trở thành điểm nóng địa chính trị tiếp theo giữa Nga và Mỹ. Nhà Trắng bẻ lái trong âm thầm Hôm nay, điều phối viên truyền thông chiến lược Nhà Trắng John Kirby cho biết sự leo thang xung đột ở ukraine sẽ gây ra tổn hại đến an ninh quốc gia của mỹ đồng thời ông này cũng nhắc tới kho vũ khí hạt nhân quan trọng của liên bang nga ông ấy nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ telegraph của anh rằng sự leo thang xung đột sẽ không chỉ ảnh hưởng tới người dân ukraine mà còn cả an ninh quốc gia của chúng ta đặc biệt cơ bài cũng nhắc nhở rằng nga là một cường quốc hạt nhân lớn và có sức mạnh quân sự đáng kể nếu như chúng ta nhớ lại thủa đầu của cuộc chiến nga ukraine cả châu âu và mỹ đều không coi nga là một cường quốc sự khinh thường được thể hiện rõ trong các bài phát biểu của giới chính khách. Vậy mà giờ đây, nhà trắng lại thừa nhận rằng Nga là một cường quốc hạt nhân lớn. Thay vì mô tả quân đội Nga là lạc hậu, yếu kém, thậm chí là nghiện rượu, vô kỷ luật, thì Mỹ lại thừa nhận Nga có sức mạnh quân sự đáng kể. Điều này cho thấy rằng thái độ và góc nhìn về thực lực của Nga đã thay đổi trong con mắt các quan chức nhà trắng. Trong một thông tin sốt dẻo khiến cho phương Tây khó chịu hơn nữa đó là hôm nay, New York Times cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị gửi hàng triệu quả đạn pháo 122 và 155 ly tới Nga. Ngoài ra, Bình Nhưỡng sẽ cung cấp cho Moscow những loại tên lửa phóng loạt hiện đại như là KN-09 có tầm bắn 220 km. Ở phía bên kia trên tuyến, một bức tranh đen tối có thể sắp diễn ra với Kiev khi họ lâm vào tình trạng cạn kiệt hỏa lực. Hôm nay, kênh Telegram phóng viên chiến trường Nga đã báo cáo về những vụ nổ mạnh ở phía tây Ukraine. Theo đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga tấn công vào địa điểm tập trung tên lửa NATO Hàng loạt những vụ nổ mạnh đã vang lên vào dạng sáng ngày 18 tháng 9 ở vùng Kamenetsky. Mục tiêu có lẽ là tại sân bay quân sự Staro Konstantinov, nơi lưu trữ tên lửa hành trình Storm Shadow. Chính quyền địa phương thì hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ nổ này. Trước đó, các vụ nổ mạnh cũng đã xảy ra ở khu vực Odessa, nơi cuộc tấn công được cho là do máy bay không người lái cảm tử Geran 2 thực hiện. Các vụ nổ cũng đã xuất hiện ở khu vực Kherson do quân đội Ukraine kiểm soát cảnh báo không kích liên tục vang lên trong một số khu vực ở phía nam Ukraine. Về đêm, các vụ nổ còn được báo cáo ở Kilia và vùng ngoại ô Izmail, nơi đặt các cơ sở hạ tầng chiến lược bao gồm cả hải cảng. Ngoài ra còn có các báo cáo về việc UAV Nga đã tấn công vào khu vực Nikolaev và Kirovograd. Những tổ hợp công nghiệp quốc phòng của NATO đã từng tuyên bố rằng họ không kịp sản xuất đạn pháo, tên lửa để đáp ứng cho nhu cầu của chiến trường ở Ukraine. Bây giờ đây, những kho chứa lại tiếp tục bị tiêu hủy còn phía Nga thì có thêm nguồn cung dồi dào từ Triều Tiên. Trong bối cảnh này thì liệu ý muốn kéo dài cuộc chiến tới nhiều năm nữa có khả thi hay không? Có lẽ là phương Tây sẽ đánh cầm chừng dai dẳng để câu giờ. Và thế là cuộc chiến tiêu hao này, người mất nhiều nhất vẫn là Ukraine. Cho nên, người mong mỏi cuộc chiến này dừng lại nhất chắc chắn sẽ là người dân Ukraine và người Nga. Nhưng mà đáng tiếc là họ không có quyền quyết định. Cho nên, đau thương sẽ còn kéo dài. Phát hỏa vì Triều Tiên Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bí mật đằng sau nguồn cung vũ khí mà Ukraine đang sở hữu Hóa ra, để bảo vệ được nền dân chủ ở Đông Âu thì Hoa Kỳ đã lựa chọn hy sinh một nền dân chủ khác Vậy thì quốc gia đã bị hãm hại đó như thế nào? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ đến với các thông tin trên chiến trường Tên lửa Storm Shadow của Ukraine bắn trúng tàu ngầm Nga Rostov sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine tại nhà máy đóng tàu Sevastopol, ngày hôm qua, truyền thông Ukraine đã đăng tải hàng loạt các thông tin trên các nền tảng mạng xã hội về những hình ảnh mới xuất hiện cung cấp bằng chứng trực quan về thiệt hại đáng kể mà họ đã gây ra cho tàu ngầm Rostov-on-Don và tàu đổ bộ Minsk của Nga. Các tên lửa mà Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công này là Storm Shadow do Anh sản xuất. Trái ngược với nỗ lực của Bộ Ngoại giao Nga nhằm hạ thấp hình ảnh thu được về thiệt hại, bằng chứng cho thấy tàu chiến đổ bộ Minsk có thể không bao giờ quay trở lại mặt nước. Trong khi, việc sửa chữa tàu ngầm Nga có thể quá tốn kém và các xưởng đóng tàu tại các bến cảng của Nga sẽ phải dừng hoạt động trong một thời gian dài. Đây là nhận định từ phía Anh. Phản ứng của Nga sau vụ tấn công này khiến cho thế giới thực sự bất ngờ. Trong khi phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây hả hê ăn mừng chiến thắng đã phá hủy được tàu ngầm và cả tàu tấn công đổ bộ của Nga, thì Moscow lại tỏ ra chẳng hề hấn gì bằng cách công bố thông tin 12 tàu chiến sẽ gia nhập hải quân trong năm nay, nâng tổng số tàu được biên chế vào năm 2023 lên con số 14. Chúng bao gồm một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị 16 tên lửa đạn đạo hạt nhân Bulava. Điều này đã chứng minh sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân Nga. Trên mặt trận, quân Nga tìm cách để đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine cũng như là các trụ sở có sự xuất hiện của các cố vấn phương Tây. Đêm ngày hôm qua, bộ quốc phòng nga đưa tin trên telegram rằng họ đã tấn công các địa điểm lưu trữ đạn uranium nghèo và tên lửa hành trình storm shadow của ukraine cũng như là các trung tâm trinh sát vô tuyến và căn cứ huấn luyện của các nhóm phá hoại tuyên bố cho biết một cuộc tấn công phối hợp đã được thực hiện bằng vũ khí phóng từ trên không tầm xa có độ chính xác cao cũng như là các máy bay không người lái mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được tất cả các đối tượng đều bị bắn hạ trong bối cảnh thất bại thảm hại trên chiến trường thương vong tăng lên từng ngày. Trên mặt trận ngoại giao và kinh tế thì Ukraine lại bị ba nước NATO tấn công sau khi ông Zelensky đe dọa họ. Truyền thông Ba Lan hôm nay đưa tin ba nước Ba Lan, Hungary và Slovakia đang tẩy chay phối hợp với Ủy ban châu Âu về các vấn đề liên quan tới ngũ cốc. Cơ quan Ba Lan cho biết những nước này đã đáp lại lời đe dọa khiếu nại lên WTO của Kiev bằng cách ngừng tham gia vào công việc của nền tảng phối hợp với EC về các vấn đề ngũ cốc. Trước đó, Ukraine đã thông báo rằng họ đã bắt đầu quá trình nộp đơn kiện lên WTO bởi vì không hài lòng khi Ba Lan và Hungary cùng với Slovakia ra hạn lệnh cấm vận đối với bốn loại hạt có dầu và cây ngũ cốc có nguồn gốc từ Ukraine. Đây là nguyên nhân khiến cho ba nước có phản ứng đáp trả và điều đó khiến cho ngũ cốc Ukraine gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường châu Âu. Nó sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách của Kiev trong thời kỳ kinh tế khó khăn này. Một động thái đáng chú ý nữa của ông Zelensky đó là ông ấy còn liệt lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen và có thể bị trừ khử. Đây là một trong những động thái tồi tệ nhất trong ngoại giao quốc tế của chính quyền Kiev. Nga chiều nồng ấm, ai đang phát hỏa? Như chúng ta đã biết, giới quân sự Nga và Triều Tiên đang tích cực thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực thiết bị quân sự. Người ta phán đoán có khả năng là Triều Tiên sẽ cung cấp hệ thống tên lửa KN-09 và KN-25 của họ cho các đơn vị Nga. Để đáp lại, Nga có thể sẽ xem xét khả năng cung cấp cho Triều Tiên một loại máy bay chiến đấu là Su-35S đa chức năng hiện đại. Sự hợp tác này có thể là biểu hiện cho nhu cầu cải thiện lực lượng không quân vốn đã lỗi thời của Bình Nhưỡng. Su-35S có thể tăng cường đáng kể sức mạnh cho lực lượng không quân Triều Tiên, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với các máy bay hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ trên biển Nhật Bản. Đối với hệ thống tên lửa KN-09 và KN-25, tầm bắn của chúng lần lượt đạt 200 và 400 km. Chúng được trang bị hệ thống dẫn đường với mô đun điều chỉnh GLONASS, Beidou dựa trên công nghệ Trung Quốc với sai số mục tiêu không vượt quá từ 10 đến 20 mét. Độ chính xác như vậy khiến cho chúng trở nên rất hấp dẫn đối với người nga. Cần phải lưu ý rằng mặc dù vẫn chưa được xác nhận chính thức về khả năng trao đổi vũ khí, nhưng mà phản ứng của Kiev đã sôi lên trong giận dữ. Đầu tiên, trang web nổi tiếng Vores của chính phủ Ukraine đã đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào danh sách những cá nhân bị coi là kẻ thù của nhà nước. Họ cáo buộc rằng ông Kim Jong-un đồng lõa trong việc hỗ trợ tội phạm chiến tranh và khẳng định các quốc gia văn minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông này bởi vì cáo buộc vi phạm nhân quyền và đe dọa hạt nhân. Động thái này của Ukraine diễn ra vào đầu tháng 9. Nguồn duy nhất được Mirovores trích dẫn đó là những cáo buộc đến từ một bài báo của CNN từ tháng 11 năm 2022. Trong đó, có các tuyên bố từ Nhà Trắng cho rằng Triều Tiên đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga. Việc ông Kim Jong-un được bổ sung vào danh sách Mirotovets trùng hợp với thời điểm diễn ra chuyến thăm Moscow của ông. Chuyến thăm này được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đánh giá là giai đoạn tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Triều Tiên và Nga. Quyết định của Ukraine đưa Kim Jong-un vào danh sách đen dường như là một cử chỉ mang tính biểu tượng, phản ánh sự không hài lòng của họ. Chứ thực ra, rất khó để có thể ám sát Kim Jong-un thành công như những gì mà nhiều người đang nói trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Trên thực tế, mối quan hệ quân sự càng ngày càng nồng ấm giữa Nga và Triều Tiên đã làm dấy lên lo ngại giữa Hoa Kỳ và các đồng minh. Nhưng mà lo ngại đặc biệt quan trọng khi mà Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, trong khi Triều Tiên thì vẫn kiên trì với các chương trình phát triển tên lửa hạt nhân. Nga đã tích cực thúc đẩy chuyến thăm của ông Kim Jong-un, gợi ý về khả năng hợp tác quân sự với Triều Tiên. Và sự hợp tác như vậy là rất đáng lo ngại, không chỉ đối với Kiev hay là phương Tây, mà còn đối với cả Trung Quốc. Tại sao lại như vậy? Đối với Trung Quốc, Thông tin Triều Tiên xuất khẩu tài sản quân sự sang Nga là một bước thụt lùi lớn. Sự phát triển này làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc. Để hiểu rõ về nhận định này thì trước tiên chúng ta phải cần xem vai trò rõ ràng của Trung Quốc trong việc làm giàu cho ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên là như thế nào. Từ năm 2006 đến năm 2017, cộng đồng quốc tế đã trừng phạt Triều Tiên vì tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích tẩy chay và siết chặt các giao dịch tài chính của nước này. Cảm nhận được cơ hội thì Bắc Kinh đã lén lút thiết lập một mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn với Bình Nhưỡng. Trong những năm này thì Trung Quốc đã trở thành đồng minh chính trị và kinh tế duy nhất của Triều Tiên. Vào năm 2020, một báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng Trung Quốc đang tích cực giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc bằng những giao dịch mờ ám. Hội đồng Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên đã tăng cường mạnh mẽ hoạt động buôn bán các sản phẩm than và dầu vào năm ngoái, năm 2019 bất chấp các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc thông qua sự giúp đỡ rõ ràng của ngành vận tải trung quốc cuối cùng triều tiên đã trở thành một phần mở rộng trong chính sách đối ngoại cấp tiến và cực đoan của trung quốc ở khu vực đông á bằng cách làm suy yếu các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc trung quốc đã giúp cho triều tiên có đủ tài chính để đầu tư cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân đổi lại phía trung quốc cũng có lợi họ sử dụng triều tiên để tăng cường lợi ích địa chính trị của mình khi mà cựu tổng thống mỹ donald trump tấn công mạnh mẽ vào nền kinh tế trung quốc Bắc Kinh đã nhanh chóng đóng cửa vùng biên giới với Triều Tiên. Cuộc khủng hoảng Triều Tiên vào năm 2017-2018 đã đến rất gần. Trung Quốc cũng sử dụng Triều Tiên để chống lại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhìn chung, trong nhiều năm qua thì Trung Quốc đã đầu tư chiến lược vào Triều Tiên để phát triển nước này trở thành một công cụ địa chính trị và quân sự cho riêng mình. Điều đó đưa chúng ta đến một kết luận rằng tất cả tên lửa và đạn pháo mà Triều Tiên vừa bán cho Nga đều được chế tạo với sự hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc là gián tiếp của Trung Quốc bình nhưỡng sẽ không bao giờ có thể chế tạo được thiết bị quân sự nếu như không có sự giúp đỡ từ phía bắc kinh vì vậy sự hỗ trợ quân sự mới nhất của triều tiên dành cho nga là sự phản bội đối với trung quốc khi mà triều tiên xích lại gần nga hơn thì trung quốc sẽ mất đi ảnh hưởng đối với chế độ nhà họ kim và cũng là một công cụ địa chính trị tuyệt vời triều tiên dường như cũng đã nhận ra mối nguy hiểm khi quá phụ thuộc vào trung quốc sau đại dịch khi trung quốc đóng cửa biên giới với triều tiên nước này đã mất đi nguồn tài chính và lương thực duy nhất nó đã dẫn đến một nạn đói quy mô lớn trong nước. Sự coi thường trắng trợn của Trung Quốc đối với sức khỏe nền kinh tế Triều Tiên đã khiến cho Bình Nhưỡng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Độc lập về kinh tế và đa dạng hóa quan hệ thương mại đối với Bình Nhưỡng sẽ mang lại lợi ích to lớn về lâu dài. Như vậy thì có thể kết luận rằng mối quan hệ Nga và Triều Tiên không đơn thuần chỉ là hỗ trợ về quân sự mà còn là một ván cờ địa chính trị mà ở đó sẽ có những người vui và có những kẻ phát hỏa. Tuy nhiên, Nga là một cường quốc quân sự đó là một sự thật không thể chối bỏ. Nga có thể cần Triều Tiên hỗ trợ ở một vài khía cạnh, nhưng mà họ sẽ không bỏ trứng vào cùng một giỏ duy nhất. Tự thân họ cũng sẽ phải có sự chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với kẻ thù của mình. Và việc Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu các ngành công nghiệp quốc phòng cải tiến, phát triển và nâng cao năng lực sản xuất là minh chứng cho việc nước Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Nga thử nghiệm tên lửa chống lại NATO Trong 10 ngày qua, phía Nga cho biết quân đội Ukraine đã tăng cường hoạt động gần biên giới với Crimea. Theo dữ liệu hiện có, không chỉ các phương tiện trinh sát trên không của NATO mà còn có cả một vệ tinh không gian đã cung cấp hình ảnh cho Ukraine. Các bản đồ mới được công bố hiển thị dữ liệu của vệ tinh quân sự Topaz trong ngày 16 và 17 tháng 9 cho thấy sự gia tăng các hoạt động ở khu vực Crimea. 33 vụ tấn công và nhiều vật thể khác nhau đã được ghi lại, bao gồm cả trên cầu Crimea. Sau khi sở chỉ huy của Ukraine và phương Tây đã thu thập được các thông tin sơ bộ bằng các loại UAV do thám, các vệ tinh của họ sẽ ưu tiên tập trung thu thập thông tin tại các sân bay quân sự và điểm triển khai hệ thống phòng không của Nga. Điều này cho thấy rằng NATO đang thò chân sâu hơn trong việc hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ của Nga. Đứng trước vấn đề này, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 9M370 Burevestnik các hoạt động bất thường đã được quan sát thấy ở quần đảo New Siberia, đặc biệt là tại địa điểm thử nghiệm Pankovo. Người ta cho rằng nó có liên quan đến vụ thử tên lửa Burevestnik này. Người ta lo ngại rằng một tên lửa được bắn từ địa điểm Pankovo có thể hướng tới biển Barents hoặc một mục tiêu ở phía bắc quần đảo New Siberian. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác về vụ thử nghiệm cũng như là thời điểm diễn ra nó. Mặc dù vậy, Quá trình phát triển tên lửa này là một phần trong chương trình nâng cấp vũ khí của Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3 năm 2018. Chúng bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzo, hệ thống ngư lôi hạt nhân Poseidon và tên lửa 9M370 Burevestnik. Điều quan trọng cần phải lưu ý đó là dự án Burevestnik này có những điểm khá tương đồng với ý tưởng được Hoa Kỳ nghiên cứu gần 6 thập kỷ trước trong chương trình Pluton. Tuy nhiên, Sáng kiến của phía Mỹ cuối cùng đã bị hủy bỏ do chi phí đầu tư quá lớn và các rào cản về công nghệ. Nói một chút về loại tên lửa này, vì là vũ khí tối mật cho nên có rất ít thông tin về quá trình phát triển cũng như là tính năng của nó. Tên lửa này được thiết kế tương tự như là tên lửa hành trình KH-101. Nhưng có một điểm khác biệt đó là trong khi KH-101 có các cánh tản nhiệt ở phía thân dưới, thì Buras lại đặt các cánh tản nhiệt ở phía trên của tên lửa. Và những cánh tản nhiệt này lớn hơn đáng kể so với KH-01. Tên lửa Burevestnik dài 12 m và đặc biệt nó sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ để làm hệ thống đẩy. Nguồn năng lượng khổng lồ từ lò phản ứng hạt nhân này có thể cho phép tên lửa thực hiện các đường bay độc đáo khiến cho đối thủ khó phán đoán và đánh chặn. Nó được thiết kế với công nghệ tàng hình tiên tiến giúp giảm đáng kể thiết diện radar, đặc biệt là khi bay ở độ cao thấp. Loại vũ khí này hứa hẹn sẽ đưa công nghệ tên lửa đạn đạo của Nga lên một tầm cao mới. Và thưa quý vị, các hoạt động tình báo gần đây được thực hiện ở Bắc Âu dưới sự giám sát của NATO đã làm tăng thêm mối lo leo thang xung đột trong khu vực. Cụ thể, NATO đã mở rộng các chuyến bay giám sát tại không phận Ba Lan hướng tới khu vực Munsman của Nga. Hôm qua, thì Bộ Tư lệnh Chiến lược Không quân Hoa Kỳ cho biết trên mạng xã hội bằng một dòng tweet rằng 2 phần 3 lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ luôn sẵn sàng chiến thắng trong một cuộc xung đột. Có vẻ như là giới chính trị gia cực tả vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến hủy diệt hàng loạt. Bí mật thỏa thuận bán vũ khí cho Ukraine The intercept đã công bố một bài báo gây sốc với tiêu đề là mỹ đã giúp pakistan nhận được gói cứu trợ từ imf bằng thỏa thuận vũ khí bí mật cho ukraine tờ báo đã trích dẫn hai nguồn thông tin về thỏa thuận này cùng với xác nhận từ các tài liệu nội bộ của chính phủ pakistan và hoa kỳ việc buôn bán vũ khí cho quân đội ukraine báo hiệu sự tham gia của pakistan vào cuộc xung đột ở đông âu tiết lộ này cũng đã bộc lộ góc khuất của kiểu vận động hậu trường mà giới tinh hoa tài chính và chính trị hiếm khi tiết lộ cho công chúng và bây giờ đây, hãy để chúng tôi kể về câu chuyện của Pakistan. Vào tháng 4 năm 2022, quân đội Pakistan với sự khuyến khích của người Mỹ đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm để phế chuất Thủ tướng Iman Khan. Trước đó, thì các nhà ngoại giao Mỹ đã rất tức giận trước việc chính phủ Iman Khan có lập trường trung lập mạnh mẽ đối với cuộc chiến Ukraine. Mỹ từng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu như Khan vẫn nắm quyền và hứa rằng tất cả sẽ được tha thứ nếu như ông ta bị loại bỏ. Sau khi Khan ngã ngựa, Pakistan nổi lên như là một người ủng hộ nhiệt thành của Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiến. Đổi lại, phía Mỹ đã tặng cho Pakistan bằng một khoản vay của IMF. Khoản vay khẩn cấp này cho phép chính phủ mới của Pakistan ngăn chặn thảm họa kinh tế đang rình rập và trì hoãn các cuộc bầu cử vô thời hạn. Nó cũng giúp cho những kẻ lật đổ có đủ thời gian để đàn áp những người chống đối. Nhưng mà để có được khoản vay này của IMF thì IMF đã đưa ra những cải cách chính sách khắc nghiệt đối với Pakistan. Nó đã gây ra một làn sóng phản đối kéo dài tại đất nước này. Các cuộc bạo động lớn đã diễn ra trên khắp Pakistan trong những tuần gần đây để đáp trả các biện pháp trên. Và đây là chương mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một năm rưỡi tại đây. Arif Rafiq là một thành viên không thường trú của Viện Trung Đông và là chuyên gia về Pakistan đã nói với The Intercept rằng: "Nền dân chủ Pakistan cuối cùng có thể trở thành nạn nhân của cuộc phản công của Ukraine. Pakistan được biết đến." là nơi sản xuất các loại đạn dược cơ bản phục vụ cho giao tranh lâu dài. Khi mà Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và trang thiết bị, thì sự hiện diện của đạn pháo Pakistan trong kho vũ trang của Kiev đã được nhiều nguồn tin tiết lộ. Tuy nhiên cả Mỹ và Pakistan đều không thừa nhận thỏa thuận này. Nhưng mà hồ sơ chi tiết về các thương vụ vũ khí đã rơi vào tay của The Intercept vào hồi đầu năm nay bởi một nguồn tin trong quân đội Pakistan. Các tài liệu mô tả việc mua bán vũ khí giữa Mỹ và Pakistan đã được thỏa thuận từ mùa hè năm 2022 cho đến mùa xuân năm 2023. Một số tài liệu còn có chữ ký của một thiếu tướng Hoa Kỳ và nó đã được đối chiếu với chữ ký của ông ta xuất hiện công khai trên các văn bản chính phủ. Theo các tài liệu, các giao dịch vũ khí đã được môi giới bởi Global Military Product là một công ty con của Global Ordnance. Đây là một nhà buôn vũ khí gây tranh cãi có mối quan hệ chặt chẽ với giới chức Ukraine điều này đã được New York Times đăng tải. Các tài liệu mà The Intercept có được đã nêu chi tiết về dòng tiền và các cuộc trò chuyện với quan chức Mỹ, bao gồm các hợp đồng giữa Mỹ và Pakistan để cung cấp vũ khí cho Ukraine, nguồn vốn và thiện chí chính trị từ việc bán vũ khí đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo gói cứu trợ của IMF và điều này đã được xác nhận bằng một tài liệu liên quan để giành được khoản vay này pakistan đã được imf yêu cầu phải đáp ứng các mục tiêu tài chính và tái cấp vốn nhất định liên quan đến nợ và các khoản đầu tư nước ngoài những mục tiêu mà nhà nước này đang gặp khó khăn để có thể đạt được và việc bán vũ khí đã giúp giải quyết vấn đề đó với số tiền huy động có được từ việc bán đạn dược cho ukraine phần lớn sẽ được dùng để thực hiện các yêu cầu của imf việc đảm bảo các khoản vay đã làm giảm bớt áp lực tài chính và cho phép chính phủ quân sự trì hoãn các cuộc bầu cử mới để bầu ra chính phủ lãnh đạo đất nước này trong thời gian đó, giới cầm quyền Pakistan đã tăng cường đàn áp những người ủng hộ cựu thủ tướng và những người bất đồng chính kiến khác. Vậy mà Hoa Kỳ hầu như vẫn giữ im lặng về quy mô vi phạm nhân quyền lớn chưa từng có này. Như vậy, để cứu được nền dân chủ Ukraine thì một đất nước châu Á đã phải trở thành một chế độ độc tài và người dân của họ có thể bị từ chối các quyền tự do, đánh mất cả tự do chính trị lẫn nhà nước pháp quyền. Bây giờ đây thì chúng ta đã hiểu rằng Mỹ dùng IMF như một lá bài vạn năng để ép buộc các quốc gia khác thực thi mong muốn của mình như thế nào. Và Pakistan chỉ là một ví dụ mà thôi. Cuộc chiến ngoại giao giữa Berlin và Bắc Kinh đang khốc liệt. Hôm nay, các phương tiện truyền thông phương Tây lẫn truyền thông Trung Quốc đều đồng loạt đăng tải thông tin về việc Bộ trưởng ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã gọi chủ tịch Trung Quốc là nhà độc tài. Phía Trung Quốc thì vô cùng tức giận. Phát ngôn của bà Baerbock đã mở ra một cuộc chiến ngoại giao giữa Berlin và Bắc Kinh. Hôm nay, Bắc Kinh chính thức yêu cầu Đại sứ Đức giải thích, trong khi Bộ Ngoại giao nước này cũng tổ chức một cuộc họp báo, trong đó mô tả quan điểm của Đức là không thể chấp nhận được. Đây không phải là lần đầu tiên mà bà Vơ Bốc tấn công vào Trung Quốc. Bà nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một thách thức đối với những giá trị cơ bản của chúng ta cùng chung sống trên thế giới này. Đồng thời bà này cho rằng Bắc Kinh đang trở thành một đối thủ có hệ thống hơn là một đối tác thương mại. Theo các nhà phân tích, quan hệ Đức-Trung đã ở mức thấp nhất trong 30 năm qua và mối quan hệ này đang có dấu hiệu xấu đi. Đức ngày nay, ngoài xung đột lập trường với Trung Quốc về cuộc chiến Ukraine, dường như còn có những mâu thuẫn trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và xuất khẩu sản phẩm công nghệ. Cán cân thương mại giữa Trung Quốc và Đức trong hai năm qua cho thấy sự sụt giảm đáng kể, đặc biệt là hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh đến Berlin. Một cuộc chiến lớn cũng đã nổ ra trong lĩnh vực nguyên liệu thô. Tuy nhiên, động thái nâng giọng điệu lên mức cao và chính thức như vậy của Đức cho thấy nước này còn có nhiều điều để mất hơn là nền kinh tế. Berlin dường như tin rằng Trung Quốc là nhân tố quyết định mọi diễn biến đang xảy ra trong cuộc chiến ở Ukraine. Tức là nhờ có Trung Quốc mà Nga mới có thể tồn tại trong đòn tấn công tập thể của phương Tây. Trên thực tế thì phương Tây luôn cho rằng họ đang bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền. Và những quốc gia nào đi ngược lại với điều đó thì đều là độc tài. Nhưng mà khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, người dân phương Tây xuống đường phản đối các lệnh trừng phạt Nga, phản đối chính sách hiếu chiến và viện trợ vô độ cho Kiev. Thế rồi, tiếng nói của họ lại bị chính chính phủ đàn áp và phớt lờ. Đây có còn là tự do dân chủ và nhân quyền hay không? Hơn nữa, việc phương Tây gia tăng thù địch với Trung Quốc sẽ khiến cho Đài Loan gặp nguy hiểm. Bắc Kinh lo sợ Đài Loan sẽ trở thành một Ukraine thứ hai và điều này sẽ thúc đẩy Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng vũ lực. Phương Tây đang không thể bảo vệ hay là giúp đỡ Đài Loan. Sự vụng về của họ thậm chí còn có thể dẫn đến xung đột gia tăng ở hòn đảo này. Động thái lớn của Trung Quốc thể hiện sự sẵn sàng tấn công để đối phó với sự căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trong khu vực thì Trung Quốc đã phô trương quân sự trên một quy mô lớn. Họ điều động 103 máy bay tới bờ biển Đài Loan. Xem xét số lượng máy bay này, đây dường như là một kỷ lục kể từ khi bắt đầu xảy ra xích mích giữa hai bờ eo biển. Kể từ ngày 11 tháng 9, một phân đội tàu hải quân Trung Quốc đã hoạt động tích cực ở phía đông nam của Đài Loan. Biệt đội này do tàu sân bay Sơn Đông chỉ huy. Theo các nguồn tin, đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị các phương án hiệp đồng binh chủng sự hiện diện quân sự quy mô lớn ngoài khơi Đài Loan thể hiện thái độ sẵn sàng của Bắc Kinh trước những hành động được cho là khiêu khích đang diễn ra. Và điều này cũng làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp trong khu vực. Trung Á, nước sôi lửa bỏng Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tình hình tại Nagorno-Karabakh đang rất căng thẳng và người Mỹ rất sẵn lòng để thổi bùng ngọn lửa chiến tranh tại khu vực này. Không chỉ có vậy, họ còn đang muốn hướng tới khu vực Trung Á như là một điểm nóng cho xung đột tiếp theo nhằm tấn công Nga và các đồng minh. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những chủ đề này và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Leo thang xung đột Nagorno-Karabakh. Mấy ngày hôm nay thì xung đột đang tiếp tục leo thang ở Nagorno-Karabakh. Để nắm được tình hình ở đây thì chúng ta có thể tóm tắt nó như sau. Nagorno-Karabakh được dùng để chỉ một tỉnh tự trị của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan cũ và Cộng hòa Nagorno-Karabakh, một quốc gia tự tuyên bố có nền độc lập không được quốc tế công nhận. Khu tự trị cũ chiếm diện tích khoảng 4400 km vuông. Khu vực này được Nga mua lại vào năm 1813 và vào năm 1923, chính phủ Liên Xô đã thành lập nó như là một tỉnh tự trị có đa số người Armenia sinh sống. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan tách khỏi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Armenia ở phía tây bởi dãy Karabakh. Do đó, Nagorno-Karabakh đã trở thành một vùng đất thiểu số nằm bên trong Azerbaijan. Khu vực này đã phát triển lặng lẽ qua nhiều thập kỷ dưới sự cai trị của Liên Xô. Nhưng vào năm 1988, người dân tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh đã bắt đầu vận động để chuyển tỉnh của họ sang quyền tài phán của Armenia. Một yêu cầu đã bị cả Azerbaijan và chính phủ Liên Xô phản đối mạnh mẽ. Sự đối kháng sắc tộc giữa người Armenia và người Azerbaijan ngày càng bùng phát bởi vì vấn đề này. Và khi mà Armenia và Azerbaijan cùng tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991, người Armenia và người Azerbaijan trong vùng đất này đã nổ ra chiến tranh. Vào đầu những năm 1990, lực lượng Armenia ở Karabakh được chính phủ Armenia hỗ trợ đã giành được quyền kiểm soát phần lớn vùng tây nam của Azerbaijan. Nó bao gồm cả Nagorno-Karabakh và vùng lãnh thổ nối liền nó với vùng Armenia. Sau đó, một loạt các cuộc đàm phán do Nga dẫn đầu đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1994. Tóm lại, Nagorno-Karabakh nằm trong lãnh thổ của Azerbaijan nhưng mà tuyên bố độc lập và điều này không được quốc tế công nhận. Nhưng mà những người dân sống ở đây lại là người Armenia và chính phủ Armenia hậu thuẫn cho ý tưởng của họ. Còn Azerbaijan thì đương nhiên là không chấp nhận hiện trạng này. Do đó, đây là nguồn cơn cho mâu thuẫn kéo dài. Vấn đề nằm ở chỗ là sau khi cuộc chiến giữa Nga và phương Tây khui nổ, thì xung đột này vốn chẳng mấy ai quan tâm. Vậy mà hiện nay nó lại được coi là một trọng điểm. Đột nhiên phương Tây rất hào hứng, họ nóng lòng muốn dàn xếp cái mà họ gọi là hòa bình tại đây. Nhưng mà thực ra là cuộc xung đột này vẫn đang được thúc đẩy leo thang. Phía Azerbaijan đã nhiều lần mời đại diện của người dân Armenia ở Nagorno-Karabakh đến để đối thoại về vấn đề toái hòa nhập, nhưng mà họ đã từ chối. Chính quyền bày tỏ sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp với người dân Armenia trong khu vực Chetlap. Hôm nay, ngày 20 tháng 9, Tổng thống Azerbaijan tuyên bố rằng sẽ chỉ dừng lại các biện pháp chống khủng bố ở Nagorno-Karabakh sau khi các đội quân Armenia bất hợp pháp trong khu vực này buông vũ khí. Tuyên bố cho biết rằng để chấm dứt các biện pháp chống khủng bố, các nhóm vũ trang bất hợp pháp của Armenia phải dương cờ trắng, giao nộp toàn bộ vũ khí và chế độ bất hợp pháp phải giải tán. Nếu như không, các biện pháp chống khủng bố sẽ được tiếp tục cho đến cùng. Để đáp lại, vào chiều tối ngày hôm qua, Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng đã kêu gọi Azerbaijan ngừng thù địch và bắt đầu đàm phán. Cổng thông tin 24 News của Geneva đã viết về điều này. Hiện nay, căng thẳng đang có dấu hiệu nóng lên. Thư ký Hội đồng Bảo mật OA của Armenia đã thông báo trên phương tiện truyền thông rằng Nga đang hợp tác với Azerbaijan. Ông ấy cho biết rằng Nga cam kết bảo vệ Nagorno-Karabakh bằng văn bản ngày 9 tháng 11, có chữ ký của Tổng thống Liên bang Nga. Sau đó, ông ấy nói thêm rằng Armenia không rời khỏi CTO và EAEU nhưng mà Nga đã không bảo vệ được đồng minh của mình. Chính vì thế mà hôm nay, ngày 20 tháng 9, Armenia đã kêu gọi Mỹ can thiệp vào tình hình Karabakh. Các phương tiện truyền thông phương Tây đều đưa tin về sự kiện này. Động thái này là rất đúng với mong muốn của Washington. Xung đột ở đây đã kéo dài nhiều năm, tại sao Hoa Kỳ lại không can thiệp vào nó sớm hơn, mà đến tận bây giờ họ mới thể hiện sự hào hứng và nhiệt thành đến thế. Đó là bởi vì vùng Nam Kapkaz vốn nằm trong ảnh hưởng của Nga, và nó lại rất gần với biên giới phía Nam của nước này. Sự kiện lần này rất phù hợp với chương trình nghị sự tiêu diệt nước Nga của giới chính trị gia cánh tả Mỹ. Do đó, nó đã tạo ra một mặt trận thứ hai giữa Mỹ và Nga. Nhưng mà Washington không chỉ muốn thò tay vào vùng Nam Cascades, họ còn muốn tiến sát tới khu vực Trung Á nằm ở phía nam nước Nga. Tham vọng của Mỹ ở Trung Á Vào ngày 19 tháng 9, bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cuộc họp tiếp theo đã được tổ chức theo thể thức C5-1 tức là nó có sự tham gia của các nước Trung Á và Mỹ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã thảo luận về tình hình ở Nagorno-Karabakh qua điện thoại. Cơ quan báo chí nội các Armenia đưa tin trên kênh Telegram vào ngày 19 tháng 9 như vậy. Tuyên bố cho biết, cả hai bên đều nhấn mạnh không thể chấp nhận việc sử dụng vũ lực và sự cần thiết phải sử dụng các cơ chế giảm căng thẳng quốc tế. Tại sao lại có đặc ân này đối với Armenia và các nước Trung Á? Như chúng ta đã biết, các nước thuộc dãy Cáp Ca và Trung Á không được xếp hạng cao trong danh sách ưu tiên chính sách đối ngoại chính thức của Mỹ. Đặc biệt là sau khi Mỹ đã rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên bây giờ đây, khu vực này có tiềm năng to lớn. Không giấu giếm về điều này thì Hội đồng Đại Tây Dương đã thẳng thắn nêu quan điểm của mình trong một báo cáo có tiêu đề là Mỹ phải tăng cường can dự tới Trung Á. Bài báo có đoạn nằm giữa Iran, Afghanistan, Trung Quốc và Nga. Năm nước cộng hòa trung Á gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan có tổng dân số hơn 78 triệu người, một kho tàng tài nguyên thiên nhiên nằm ở trung tâm của Á Âu. Có nghĩa là khu vực này có thể trở thành một bàn đạp hữu ích với mục tiêu trực tiếp là chống lại Nga. Bởi vậy mà trong báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương có viết rằng cho đến nay, chưa có một tổng thống Mỹ nào đến thăm khu vực này và cũng không có kế hoạch cho chuyến thăm nào trong tương lai. Đồng thời Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang rất quan tâm đến các quốc gia ở đây. Có vẻ như là khu vực này đã sẵn sàng để hợp tác với người Mỹ. Các quốc gia Trung Á thực sự có nhu cầu đa dạng hóa và phát triển đa chiều. Một bài báo của Forbes vào hôm nay đã nêu rõ, giới quyền bá chủ của Moscow trong hai thế kỷ và hiện đang phải cảnh giác với sự thống trị kinh tế của Trung Quốc. Khu vực này đang tích cực tìm kiếm bạn bè ở bên ngoài. Các nước Trung Á coi Mỹ và EU có thể là đối trọng của Nga và Trung Quốc họ đang cố gắng để theo đuổi chính sách đa phương. Đặc biệt, khu vực này cũng nhận ra rằng sự xuống cấp trong quan hệ của họ với Mỹ và EU sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng phụ thuộc vào Liên bang Nga và Trung Quốc. Trong khi trở thành đối tác của Mỹ thì các quốc gia Trung Á phải làm sao thật khéo léo để có thể tránh khỏi việc trở thành bàn đạp chống Nga và chống Trung Quốc, bởi vì cái mà họ cần đó là tiền từ cả phương Đông và phương Tây. Cho nên Việc trao cho Mỹ, Nga và Trung Quốc quyền cạnh tranh bình đẳng về tất cả các lĩnh vực là một lối đi khôn ngoan và hài hòa. Tham vọng của phương Tây là cần biến Trung Á thành không gian chống Trung Quốc và chống Nga hoặc trở thành khu vực bất ổn. Điều này có nghĩa là phương Tây sẽ đưa ra cho các quốc gia địa phương sự lựa chọn. Bạn theo chúng tôi hoặc là chống lại chúng tôi. Đây là lúc mà sở trường của Hoa Kỳ được phát huy. Ngoại giao kiểu cây gậy và củ cà rốt. Như chúng ta đã biết hiện nay các quốc gia trung á phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của nga và trung quốc bởi vì các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng trong khu vực chủ yếu là do các cường quốc này thực hiện nga và trung quốc đang tạo việc làm ở trung á và nhiều cư dân trong khu vực cũng đến nga để làm việc điều này mang lại một phần đáng kể gdp cho uzbekistan kyrgyzstan và tajikistan khối lượng chuyển tiền từ nga sang ba nước này ước tính lên tới hàng tỷ usd và nó tương đương với tất cả các khoản chi ngân sách của các quốc gia con số này đủ để nuôi sống các gia đình và duy trì sự ổn định xã hội. Đây chính là thách thức đối với Hoa Kỳ. Phương Tây bị tổn hại về kinh tế trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt chống lại Nga. Bây giờ đây, lạm phát đang nhấn chìm nền kinh tế thịnh vượng của họ. Khi mà chính phủ viện trợ vô độ cho cuộc chiến ở Ukraine thì phần lớn cử tri Mỹ đã kiên quyết phản đối điều này. Và họ sẽ rất khó để có thể nhiệt tình ủng hộ một ý tưởng tiếp tục tài trợ cho các quốc gia Trung Á. Vậy thì bây giờ đây củ cà rốt của Hoa Kỳ sẽ là gì? Đó là lời hứa hẹn các quốc gia Trung Á có thể tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, tiếp cận thị trường Mỹ và châu Âu, được viện trợ vũ khí để bảo vệ an ninh của mình. Còn nếu như các quốc gia Trung Á mà không tham gia vào chương trình nghị sự chống Nga của phương Tây, thì họ sẽ bị trừng phạt. Họ sẽ bị chiếc roi có tên là tự do, dân chủ và nhân quyền tấn công. Trên thực tế, Trung Á không muốn đánh đổi sự ổn định xã hội để có tiền và các đặc quyền nào đó. Cái mà họ cần là một sự phát triển hài hòa các mối quan hệ. Đáng lẽ là phương Tây cần phải tôn trọng mong muốn này và không gây sức ép buộc họ phải tuân theo các chương trình nghị sự thù địch của mình. Đây mới xứng là thể hiện thực lực của một cường quốc hàng đầu và là ngọn hải đăng cho tự do dân chủ. Nhưng mà không, cái mà chính quyền cánh tả cần đó là hạ gục đối thủ, còn lợi ích quốc gia khác thì họ không quan tâm. Cho nên, hành động của Armenia vừa rồi mà chúng ta đã nói ở trên là rất nguy hiểm. Nó có thể khiến cho đất nước này trở thành một Ukraine thứ hai. Cây gậy thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là nếu như các quốc gia không nghe lời Washington, thì chính phủ của họ rất có khả năng sẽ bị lật đổ. Phương Tây có thể tạo ra một cuộc cách mạng màu, bạo động lật đổ và sau đó thành lập chính phủ thân phương Tây. Đây là một chiêu bài rất quen thuộc mà Mỹ đã áp dụng trong nhiều thập kỷ. Tại Armenia, người biểu tình tiến hành phong tỏa đại sứ quán Nga. Và sáng sớm ngày hôm nay, các báo cáo cho thấy tình hình đang xấu đi ở Karabakh. Trong vài ngày qua, ngoài tình hình giao tranh căng thẳng thì đại sứ quán Nga ở Yerevan còn bị phong tỏa. Phái đoàn Ngoại giao Nga đã phải gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Armenia để đáp lại việc người biểu tình chặn tòa nhà của họ. Dịch vụ báo chí của Đại sứ quán nhấn mạnh rằng hoạt động của cơ quan này đã bị cản trở do hành động của những người biểu tình. Các cuộc biểu tình gần đây ở thủ đô Armenia đã dẫn đến đục độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Được biết, nhiều người đã bị giam giữ và nhập viện. Về phía mình thì Azerbaijan tuyên bố chỉ sẵn sàng đàm phán sau khi phe ly khai đầu hàng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Azerbaijan xác nhận họ đã thiết lập hợp tác với lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga trên lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Phía Iran cũng quyết định đứng về phía Azerbaijan. Có thông tin cho biết rằng Iran thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanani Chafi đã nhấn mạnh rằng nước này coi Nagorno-Karabakh là một phần của Azerbaijan và nước này cũng kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tổ chức một cuộc họp theo hình thức 3 cộng 3 để giải quyết vấn đề. Còn về phía Nga, người đứng đầu của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kutapolov đã bình luận về tình hình này. Ông tập trung vào vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga trong khu vực. Ông Kutapolov nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng chừng nào bản thân lực lượng gìn giữ hòa bình Nga không bị đe dọa thì họ không có quyền sử dụng vũ khí. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Nagorno-Karabakh ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy mà ngày hôm nay không cần thông báo trước, Azerbaijan đã phát động một chiến dịch chống khủng bố đặc biệt trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, hậu quả là một trong những cuộc tấn công đã khiến cho một trạm radar đặt gần vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bị phá hủy. Như ông Katapolov đã nhấn mạnh, sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga chủ yếu là nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực. Nhưng mà trong trường hợp tiếp tục leo thang có tác động từ bên ngoài, Nga sẽ nổ súng. Và cũng xin lưu ý là nếu như xung đột ở đây mà tiếp tục mở rộng thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể nhảy vào đồng nghĩa với cuộc diện chiến trường tại đây sẽ xoay trục về cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga. Nhưng mà nếu đấu trường Trung Á được kích hoạt thì Iran, Trung Quốc và Nga sẽ trực tiếp nhảy vào tham chiến ở đó. Nhưng đối với đấu trường Trung Á thì lại khác. Nếu như nó được kích hoạt thì cả Trung Quốc và Iran cũng sẽ nhảy vào trực tiếp chứ không chỉ là mình Nga. Họ làm điều này không phải là vì lợi ích của Nga mà là cho chính lợi ích của mình. Những điều này cho thấy rằng giới chính trị gia cánh tả Hoa Kỳ đang điều khiển thế giới lao vào một cuộc chiến toàn diện có quy mô lớn hơn cả chiến trường Ukraine. Mỹ chuẩn bị chiến tranh với Nga trên mặt trận mới Tờ Washington Times đã viết rằng, Lầu Năm Góc sẽ phát triển và triển khai vũ khí mới trong không gian để chống lại lực lượng không gian của Nga và Trung Quốc trong tương lai. Bài báo viết, Lầu Năm Góc cần có khả năng quân sự không gian để bảo vệ Hoa Kỳ cũng như là bảo vệ các lực lượng chung, đồng minh và đối tác khỏi những kẻ thù sử dụng không gian một cách thù địch. Tài liệu cho biết vị trí trung tâm trong chiến lược mới này được dành cho việc mở rộng khả năng tác chiến điện tử và bảo vệ an ninh mạng. Washington Times cho rằng hiện nay quân đội Hoa Kỳ đang tụt hậu so với Moscow và Bắc Kinh trong lĩnh vực vũ khí không gian. Hiện thì lực lượng vũ trang Mỹ chỉ được trang bị một thiết bị gây nhiễu điện tử có khả năng làm gián đoạn việc truyền tải tín hiệu giữa các trạm mặt đất và vệ tinh. Còn những thứ khác thì đều đang phát triển và không được công chúng biết đến. Tài liệu lưu ý rằng ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2024 ước tính là khoảng 33,3 tỷ USD, cao hơn 13% so với năm ngoái. Trong bối cảnh tình hình gia tăng căng thẳng ở Trung Á có thể biến thành một cuộc chiến thực sự. Mỹ và các nước đồng minh đang có những bước đi để chuẩn bị cho một mặt trận mới, nhưng mà đó không chỉ là cuộc chiến trên mặt đất, mà theo như báo cáo từ Washington Times thì nó còn là một cuộc chiến không gian. Nợ công của Mỹ đã vượt quá 33.000 tỷ đô la. Người Mỹ đang vỡ mộng về cuộc chiến ở Ukraine. Ít nhất là 60 tỷ đô la đã được trao cho người Ukraine dưới nhiều hình thức viện trợ khác nhau. Hoa Kỳ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả là gây ra chiến tranh thế giới để hỗ trợ cho đồng đô la của mình. New York Times đã viết về khoản nợ khổng lồ này của người Mỹ. Điều này làm gia tăng rủi ro gấp đôi đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với EU. Bởi vì Hoa Kỳ sẽ chống đỡ sự mất giá của đồng USD bằng cách tìm mọi biện pháp để phá hủy các thỏa thuận giao dịch bằng đồng tiền quốc gia giữa các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Từ đó, buộc họ phải quay lại sử dụng đồng USD để giao dịch ngoại thương. Đồng nghĩa là họ phải mua vào USD và quay trở lại dự trữ đô la. Nó sẽ làm cho giá trị của đồng đô la tăng vọt. Nhưng mà điều này lại khiến cho các quốc gia đang nợ đô la của Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc gia. Từ đó trở thành con nợ hoặc là chư hầu cho giới đầu sỏ tài chính Hoa Kỳ. Vậy thì nếu như chính phủ Hoa Kỳ vỡ nợ thì sao? Điều này sẽ là một cú sốc cực mạnh làm sụp đổ nền kinh tế EU. Bởi vì các quốc gia này có ràng buộc mạnh mẽ vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà câu hỏi là làm thế nào để phá vỡ được các thỏa thuận ngoại thương bằng đồng nội tệ giữa ba gã khổng lồ là Nga, Ấn và Trung Quốc? Giới quan sát cho rằng có thể là Hoa Kỳ sẽ gây ra một cuộc thế chiến để chống đỡ sự sụp đổ của đồng USD. Nhận định này tất nhiên là vẫn còn quá sớm để có thể trở thành sự thật, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những động thái tiếp theo của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, nếu như cuộc chiến ở Ukraine đang khiến cho Nga phải dùng cả nguồn lực quân sự, kinh tế và ngoại giao để tham chiến, thì liệu Họ có thể còn đủ sức để đối phó với tình hình đang leo thang ở sân sau của mình hay không? Về phía phương Tây mà nói, tình trạng vỡ nợ cũng như là khủng hoảng hiện tại, liệu Mỹ có thể hào phóng viện trợ cho các nước Trung Á để tham gia vào cuộc chiến chống Nga hay không? Tan vỡ giấc mơ tên lửa ATA CMS. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. kính thưa quý vị, một tin tức xấu đã đến với chính quyền của ông Zelensky họ không thể thực hiện được giấc mơ sở hữu tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ. Trong khi đó, giới truyền thông phương Tây từng nhận định rằng Wagner sẽ bị loại bỏ, nhưng mà hóa ra ông Putin vẫn đang tiếp tục khai thác công cụ này một cách hiệu quả. Và còn rất nhiều thông tin thú vị khác trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Điểm nóng chiến trường Ukraine Vào tối ngày hôm qua, Lukas Tolimson, là phóng viên Lầu Năm Góc của kênh Fox News đã dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Ukraine sẽ không thể nhận được tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS mà nước này yêu cầu từ Mỹ trong tương lai gần. Nhà báo này tweet rằng các quan chức cho biết Ukraine sẽ không sớm nhận được ATACMS, tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm bắn 190 dặm được Zelensky yêu cầu khẩn cấp để tiêu diệt lực lượng Nga ở Crimea và các lãnh thổ khác do Nga nắm giữ. Tin tức này đã xuất hiện một ngày trước khi ông Zelensky đến thăm ông Biden tại Nhà Trắng. Trong bối cảnh đó, thì các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào Crimea. Hoạt động đó kéo dài từ đêm hôm qua cho đến sáng sớm ngày hôm nay. 11 máy bay ném bom Su-24M đã cất cánh từ sân bay Staro Konstantinov của Ukraine, trong đó năm chiếc mang theo tên lửa hành trình Storm Shadow. Theo dữ liệu trình sát, hai chiếc Su-24M đã phóng tên lửa ở độ cao cực thấp cách biển đen khoảng 40 km. Trước đó, Họ đã bắn 3 tên lửa mồi nhử AGM-160 m để gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của Nga. Tổng cộng, 8 tên lửa Storm Shadow đã được bắn vào Crimea. Tuy nhiên, các tổ lái của hệ thống tên lửa phòng không Panzer S-1 thuộc Sư đoàn Phòng không và Không quân số 31 Nga đã tiêu diệt 5 chiếc trong số đó ở khu vực mũi Takanut và sân bay Bebek. Ba quả tên lửa còn lại đã rơi xuống khu vực Venezia Dovoi. Mục tiêu của cuộc tấn công có thể là một cơ sở quân sự cũ gần đó. Các chuyên gia lưu ý rằng vài giờ trước cuộc tấn công này thì một máy bay không người lái trinh sát đã cất cánh từ khe sồn, bay vòng quanh mũi Tankakut và nó có thể được dùng để hỗ trợ cho cuộc tấn công của không quân Ukraine. Máy bay không người lái này đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Và để đáp lại cuộc tập kích này, thì phía Nga cũng đã gây ra hàng loạt những vụ nổ ở Ukraine. Một cảnh báo không kích đã được ban bố ở khắp các khu vực. Vào cuối ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng vừa công bố tài liệu là một video ghi lại khoảnh khắc tên lửa tấn công vào điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Địa điểm được chỉ định nằm trong khu vực định cư Pechop Pavlovka, một phần của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Sau khi phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu tình báo, Trung tâm chỉ huy đã xác định vị trí tập kết của nhóm quân Ukraine và tiến hành tập kích. Đoạn phim được công bố cho thấy tên lửa đã tấn công mục tiêu với độ chính xác cao và đã thành công phá hủy các thiết bị và nhân sự trong khu vực. Putin hồi sinh Wagner Sau cái chết của người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Prigozhin, một câu hỏi quan trọng đã nảy sinh liên quan đến số phận của lực lượng này. Do cuộc nổi dậy gần đây chống lại chính phủ Nga đã có suy đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giải tán hoàn toàn PMC. Thế nhưng, điều này dường như không đúng. Thay vào đó, ông Putin có ý định đại tu Wagner PMC thành một cấu trúc mới. Có vẻ như là lực lượng vũ trang tư nhân này đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Được biết, ông Putin đã đề xuất các đơn vị tình nguyện của Wagner ký kết hợp đồng mới với các công ty quân sự tư nhân khác, trong đó có một số công ty đang hoạt động trên nhiều khu vực khác nhau. Trong khi tập đoàn Wagner đang trải qua quá trình tái bổ nhiệm tại Nga và cả nước ngoài, thì các công ty quân sự tư nhân khác cũng đang tích cực để thay thế vị trí của Wagner ở châu Phi, châu Á và Trung Đông. Họ cung cấp các dịch vụ như là huấn luyện, vũ khí và lực lượng chiến đấu cho nhiều chính phủ khác nhau. Điều đáng chú ý là Asia Times đã đưa tin Tổng cục Tình báo Liên bang Nga FSB được cho là đang làm việc để chuyển khoảng 25.000 chiến binh Wagner có liên quan đến Ukraine sang các công ty quân sự hiện có khác. Các đặc vụ tình báo cũng được cho là có liên quan đến việc điều chuyển khoảng 5.000 binh lính Wagner đang hoạt động ở châu Phi tới các đơn vị tư nhân này. Không thể phủ nhận rằng tầm ảnh hưởng của Wagner ở châu Phi đang mở rộng. Hiện, họ đã có một số đợt triển khai mới đáng chú ý, gồm khoảng 2.000 nhân sự ở Cộng hòa Trung Phi, 1.500 nhân sự ở vùng Mali và các phân đội nhỏ hơn ở Sudan, Madagascar, Mozambique và Burkina Faso. Ngoài ra, Wagner còn có một sự phát triển đáng chú ý ở Niger. Al Jazeera trước đó đã đưa tin về việc những người ủng hộ chính phủ mới thành lập ở Niger đang thúc giục Wagner triển khai quân để thay thế binh lính Pháp tại đây. Ở một bối cảnh xa hơn, các nhà lãnh đạo Wagner cũng đang tích cực tuyển mộ lính đánh thuê ở khu vực Trung Á để triển khai ở Ukraine. Tại Kazakhstan, các áp phích tuyển dụng hứa hẹn những tân binh tương lai sẽ được nhận khoản tiền lương tương đương với 5.000 USD nếu như họ tham gia sánh vai với Nga ở Ukraine. Ở Kyrgyzstan thì các nhà tuyển dụng của Wagner đã áp dụng một chiến thuật nhử mồi. Ban đầu thì họ cung cấp cho người đăng ký một công việc an ninh ở Nga. Nhưng mà sau đó những tân binh này sẽ được huấn luyện, luân chuyển và nhận các trách nhiệm ở các khu vực chiến sự. Tuy nhiên, có vẻ như là các chiến binh Wagner cũng không gặp vấn đề gì với điều đó sự chuyển đổi cấu trúc của wagner đã thu hút được sự chú ý của các nước phương tây và bây giờ đây dưới sự theo dõi của tổng thống nga vladimir putin tổ chức này cũng đang tiến tới một cuộc đại tu toàn diện đặc biệt một số đơn vị quan trọng như wagner đã hòa nhập với quân đội nga và những bước phát triển tiếp theo vẫn đang diễn ra nó đặt ra những thách thức tiềm tàng cho lợi ích của phương tây trái ngược với những suy đoán kịch tính về việc nga sẽ đặt dấu chấm hết cho lực lượng wagner về những lý do nhỏ Rõ ràng là Nga không có ý định từ bỏ công cụ quyền lực toàn cầu mạnh mẽ này của mình. Và câu chuyện về Wagner PMC vẫn tiếp tục. Tổng thống Nga Putin hiện là người duy nhất có thể lãnh đạo nó hiện nay. Vũ khí có thể cầm cương con ngựa châu Âu. The Drive đã viết về tên lửa hành trình tầm xa KHBD mới của Nga như sau: Lực lượng vũ trang liên bang Nga đã được biên chế tên lửa hành trình KHBD mới. Chúng sẽ được sử dụng bởi máy bay ném bom Tu-160. Như vậy là Liên bang Nga lại có thêm một lựa chọn nữa để tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine. Và các nước châu Âu cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng. Nhà báo nhấn mạnh rằng hiện tại thì vẫn chưa có nhiều thông tin về KHBD của Nga. Và ông ấy cho rằng tên lửa hành trình này có thể được tạo ra trên cơ sở KH-101 và KH-102. Theo kết luận của tác giả bài báo, có thể những quả đạn này không chỉ được sử dụng trên máy bay ném bom chiến lược TU-160, mà còn là tổ hợp hàng không tầm xa đầy hứa hẹn Baghdad. Phạm vi sử dụng của tên lửa hành trình mới nhất là 6,5 nghìn km. Nhà báo cho rằng tầm hoạt động của nó tăng lên nhờ vào việc thu nhỏ các bộ phận bên trong. Cũng có thể là KHBD đã sử dụng loại nhiên liệu khác và có động cơ cải tiến. Bên cạnh đó, Eurasia Times cho biết thêm rằng trong trường hợp xảy ra cuộc đối đầu công khai với NATO thì người Nga sẽ cần phải đáp trả bằng tất cả các biện pháp. Để làm được điều đó, đất nước này sẽ phải luôn có các loại vũ khí công nghệ cao dự trữ trong kho. Tác giả viết rằng Kể từ khi thành lập quân khu phía Bắc thì Moscow đã theo đuổi một chính sách rất hạn chế trong việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, bao gồm cả máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất. Rất có thể, chiến thuật này được lựa chọn có chủ ý để bảo toàn khả năng chiến đấu và tăng khả năng chống lại NATO. Bởi vì điều này có thể đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn liên minh can thiệp vào công việc của nước Nga và làm leo thang xung đột. Như vậy thì có thể thấy rằng Nga đã dự trữ đủ cho một kịch bản đối đầu với NATO máy bay không người lái của Nga được nâng tầm tác chiến. Các chuyên gia cho biết rằng các máy bay không người lái Kamikaze của Nga đã được hiện đại hóa đáng kể, hiện có khả năng hoạt động ở khoảng cách rất xa. Gần đây thì người ta đã biết đến việc máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine bị đánh bại tại căn cứ không quân Dogintsevo, nằm cách chiến tuyến khoảng 80 km. Các chuyên gia đổ dồn sự chú ý vào địa điểm mà cuộc tấn công này xảy ra. Đồng thời có giả định rằng trong phi vụ lần này thì máy bay không người lái Zala 421 không chỉ được sử dụng để ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công mà còn hoạt động như là một thiết bị trinh sát giúp mở rộng tầm hoạt động của các máy bay khác mà cụ thể là máy bay không người lái Lancet 3. Nếu đúng là như vậy, điều này cho thấy chiến thuật mới đang được áp dụng và nó đang có sự tương tác của các loại máy bay không người lái khác nhau trong cùng một nhiệm vụ. Hôm nay thì EU Racer Time cũng đã viết về sự kiện này với tiêu đề là máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine chịu thua máy bay không người lái Lancet 3 Kamikaze của Nga. Bài báo viết rằng UAV Lancet đã nổi lên như là một loại vũ khí nổi bật nhất của cuộc chiến, với hàng chục video cho thấy nó đã phá hủy các vũ khí có nguồn gốc từ cả Liên Xô và phương Tây mà Ukraine sở hữu như là M777, Paladin và các loại pháo tự hành như là Grab của Ba Lan. Nó thậm chí còn có thể phá hủy một số radar phòng không và tên lửa đất đối không S-300. Bất chấp việc phương Tây cho rằng đó là cảnh quay giả mạo, thì các kênh truyền thông độc lập của Ukraine cũng đã đăng tải thước phim này với góc quay xa hơn. Như vậy thì có thể thấy, một cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Ukraine đang được thực hiện bởi máy bay không người lái Lancet 3, với tổng hoạt động chỉ là 40 km. Điểm nóng Nagorno-Karabakh Thông qua sự trung gian của chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đóng tại Nagorno-Karabakh, một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch từ 13 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đã được thiết lập. Các phương tiện truyền thông hôm nay ngày 21 tháng 9 cũng đã đăng tải thông tin này. Cần phải lưu ý rằng, một thỏa thuận cũng đã đạt được về việc giải tán và giải giáp hoàn toàn các đơn vị vũ trang của quân đội Nagorno-Karabakh và rút các đơn vị còn lại của Armenia khỏi khu vực mà lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang kiểm soát. Trước đó có thông tin cho rằng, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã sơ tán hơn 2.000 cư dân Karabakh. Tất cả các cư dân này đều được cung cấp chỗ ăn ở tạm thời các bác sĩ quân đội Nga cũng đã hỗ trợ những người dân bị thương. Như vậy, sau 12 giờ giao tranh, chính quyền Nagorno-Karabakh tự xưng đã tuyên bố đầu hàng hoàn toàn và họ mất một nửa quân số sau xung đột. Theo như thông tin từ truyền thông Ukraine, trong số 2,5 nghìn binh sĩ thuộc lực lượng phòng thủ Nagorno-Karabakh, có khoảng 1 nghìn người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong trận chiến. Cùng lúc đó, quân đội Azerbaijan với quân số lên tới 60 nghìn người đã mất khoảng 300 đến 500 chiến binh. Các nguồn tin trong chính phủ và Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng đã xác nhận quân đội của Nagorno-Karabakh đã hết đạn. Theo các điều khoản đầu hàng, quân đội phòng thủ Nagorno-Karabakh sẽ bị giải tán và tất cả các thiết bị cũng như là vũ khí quân sự sẽ đều được đưa ra khỏi khu vực rồi sau đó bị tiêu hủy. Ngược lại, Azerbaijan cam kết sẽ cung cấp một hành lang an toàn cho việc sơ tán dân thường và các lực lượng còn lại của quân đội Karabakh. Vào ngày 21 tháng 9, thì một cuộc họp đã được lên kế hoạch giữa đại diện của Nagorno-Karabakh và Azerbaijan tại thành phố Jeplap. Trong cuộc gặp này, cả hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề tái hòa nhập, đảm bảo quyền lợi và an ninh cho dân tộc Armenia sống tại Karabakh. Ngoài ra, đại diện của cả hai bên sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến cuộc sống tương lai của người dân tại khu vực này trong khuôn khổ hiến pháp của Azerbaijan. Kết quả của thỏa thuận hòa bình này đã phải đánh đổi bằng mạng sống của không ít người, trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Bộ Quốc phòng Nga trên kênh Telegram của mình đã viết rằng, vào ngày 20 tháng 9, khi đang trở về từ trạm quan sát của mình ở khu vực làng Dejan Jatak, một chiếc ô tô chở quân của Nga đã bị trúng đạn từ vũ khí hạng nhẹ và các quân nhân trên xe đã chết. Trên thực tế, việc đầu hàng và chịu tổn thất là hậu quả của một tính toán sai lầm của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Trước đây, chính ông ta đã công nhận nagorno karabakh nằm trong biên giới của Azerbaijan. Vậy thì việc Armenia hậu thuẫn cho người dân ở khu vực này chống lại chính phủ sở tại đương nhiên là không hợp pháp. Azerbaijan hoàn toàn có lý khi coi đây là một tổ chức khủng bố và họ sẽ mạnh tay với lực lượng này. Nga là người đứng giữa cuộc xung đột. Nếu đứng về phía Armenia chống lại Azerbaijan, thì Nga đang vi phạm công ước quốc tế về quyền lãnh thổ. Cho nên, lực lượng của Nga ở đây chỉ có thể kiềm chế hành động của hai bên. Bởi vậy mà Thủ tướng Armenia mới nói rằng Nga không bảo vệ được người Armenia. Nhưng mà điều này rõ ràng là chưa thỏa đáng. Bởi vì chính binh lính Nga đang bảo vệ sắc dân Armenia ở đây để tránh khỏi một thảm họa nhân đạo. Nếu như chính phủ Armenia lấy lý do này để chống lại Nga và đi theo Mỹ thì đây sẽ còn là một sai lầm lớn hơn nữa. Ý định của người Mỹ và giới cầm quyền Armenia khi quyết định chống Nga là gì? Đó là họ muốn loại bỏ căn cứ quân sự Nga ở Gyumri, Armenia, sau đó giúp Armenia cắt đứt quan hệ với Liên bang Nga và chuyển hoàn toàn sang phục vụ quân đội NATO. Căn cứ quân sự thứ 102 này của Nga đóng tại Armenia theo thỏa thuận được ký kết năm 1995 các binh sĩ trong căn cứ đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ hệ thống phòng không chung CIS. Và vào ngày 20 tháng 8 năm 2010, Nga và Armenia đã gia hạn hiệu lực của nó nhằm triển khai căn cứ đến năm 2044. Thỏa thuận này cũng quy định về việc mở rộng phạm vi trách nhiệm về địa lý và chiến lược của căn cứ. Như vậy thì chúng ta đã hiểu tại sao Armenia lại đe dọa rút khỏi khuôn khổ hệ thống phòng không chung thống nhất CIS. Moscow sẽ buộc phải thể hiện vai trò của mình ở đây. Bởi vì nếu như căn cứ quân sự này bị thay thế bằng căn cứ của NATO, thì đây là một con dao kẻ sát tới phía nam của nước Nga. Chính vì thế, Nga sẽ không bỏ chống lỗ hổng địa chính trị này. Càng không có chuyện là họ không quan tâm hay là bỏ rơi tình hình trong khu vực. Và quý vị có thể thấy, một trò chơi địa chính trị rất nghiêm túc đang diễn ra trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là, liệu Armenia có thể trông chờ vào hành động của Mỹ hay là NATO hay không? Trong lịch sử, Armenia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng thân Anh, Mỹ, Pashinyan đã tới 4 lần đầu hàng trong cuộc xung đột ở Karabakh. Nguyên nhân của thất bại này nằm ở đâu? Thứ nhất, là kể từ năm 2020 khi người Armenia hứng chịu tổn thất nặng nề do chiến tranh Karabakh lần thứ hai, chính quyền ở Geneva đã bận rộn với việc gì đó mà họ chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, kể cả là tăng cường khả năng phòng thủ hay là thậm chí hoạt động ngoại giao. Thủ tướng Pashinyan suốt thời gian đó đã cư xử nửa vời như thể là Karabakh không phải là một phần của họ. Ở Armenia còn xảy ra một cuộc đấu tranh giữa các thị tộc trong đó có những thị tộc thì thân phương Tây và những thị tộc khác thì lại đi theo chiều hướng ngược lại. Tức là trong xã hội này luôn tồn tại sự xung đột trong tư tưởng. Trong tình huống lòng dân bất nhất như vậy thì không thể có chuyện họ có được tiếng nói chung trong việc đối phó với kẻ thù bên ngoài. Thứ hai, Pashinjan đầu hàng trong vấn đề Karabat là do ông ta không thể thực sự huy động được sức mạnh từ người dân. Việc ông ấy tuyên bố huy động lực lượng hay là tổ chức phòng thủ nói chung là chỉ để gây ồn ào, nhưng kết quả thì chẳng đi đến đâu. Không có lực lượng quân đội thì làm sao có thể tham chiến Đó là vấn đề Thứ ba, chính phủ Pashinjan đã từ chối Hợp tác với quân đội gìn giữ hòa bình của Nga Rồi sau đó thì Tổng thống Armenia Lại còn có một động thái điên rồ nữa Đó là cấm các lực lượng vũ trang Armenia Giúp đỡ người Armenia ở Karabakh Tức là người Armenia Bị cấm cứu người Armenia Vậy thì liệu những người này có thể đứng lên Để cùng với quân đội Armenia thực hiện Mục đích của nhà cầm quyền hay không? Chắc chắn là không. Do đó Họ chỉ có thể trông đợi vào sự giúp đỡ của những người lính Nga. Mà buồn cười nằm ở chỗ, trong suốt những năm qua thì quân đội Nga đã bị phỉ báng ở Armenia, chứ không phải là ở Azerbaijan hay thậm chí là tại vùng đất đang tranh chấp. Chính ngay tại Karabakh thì người ta đã tận mắt chứng kiến việc Nga ổn định tình hình trong khu vực như thế nào. Và điều này càng giúp người Armenia ở Karabakh hiểu rõ hơn vai trò của lực lượng Nga ở đây. Đồng thời, từ chối lời kêu gọi hay là đi theo chương trình nửa vời của Thủ tướng đương nhiệm Armenia. Thứ tư, Ông Pashinyan thực sự đã công nhận chủ quyền của Azerbaijan đối với Karabakh tại cuộc đàm phán vào mùa thu năm 2022 ở Praha. Những tuyên bố này đủ để ông ấy vướng vào cái bẫy pháp lý do chính mình gây ra. Và giờ đây, ông ấy chỉ có thể chối bỏ trách nhiệm của mình trong việc kích động xung đột. Đương nhiên là đối với lực lượng chiến đấu ở Karabakh, họ sẽ thấy rằng hóa ra ông ta chỉ là kẻ phản bội. Ông ta bảo chúng ta chiến đấu đòi độc lập để sau này có thể quay về sát nhập với Armenia. Nhưng mà cuối cùng ông ta lại bán đứng chúng ta khi mà tuyên bố như vậy. Do đó, sẽ chẳng có lý do gì để người Armenia tại Karabakh đứng lên cầm súng chiến đấu với Azerbaijan. Cho nên lực lượng ly khai sẽ phải đầu hàng. Như vậy là chúng ta đã có thể thấy, xã hội Armenia thực sự rất lộn xộn. Sự chia rẽ xã hội 5 người 10 ý đã khiến cho quốc gia này không thể có được sức mạnh nội lực. Người Armenia đã mất tinh thần rất nhiều năm trước khi các sự kiện vào năm 2020 diễn ra. Đất nước này đã phải chịu tổn thương tinh thần khủng khiếp. Nhưng mà cũng có những chi tiết rất quan trọng. Vào đầu những năm 1990, Armenia nghèo nàn và hoàn toàn bị bao vây đã từng rất mạnh mẽ, gần như đã có thể chiếm được thủ đô Baku của Azerbaijan. Thành tựu đó là đến từ sự đồng lòng của người dân. Trong 30 năm qua, xã hội Armenia đã hoàn toàn thay đổi. Những người muốn lấy lại Karabakh chẳng còn nhiều. Đã thế thì chính phủ của họ lại còn từ chối sự hỗ trợ từ Nga và Iran. Và cuộc phiêu lưu của Tổng thống Armenia chắc chắn sẽ mang lại đau đớn cho chính đất nước của ông. Nếu như ông ta cứ tham gia vào chương trình nghị sự thủ địch chống lại các nước láng giềng cú bẻ lái bất ngờ của Séc. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với nhiều tin tức thú vị và không để quý vị chờ đợi lâu. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine thất bại trên mặt trận ngoại giao. Cuộc họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang diễn ra và thế giới vẫn hướng sự tập trung tới cuộc đụng độ ngoại giao giữa Nga và Ukraine. Tại sự kiện lần này thì Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một bài phát biểu đáng thất vọng. Hai hước nằm ở chỗ, truyền hình Ukraine đã vô tình để lộ việc cắt ghép video bài phát biểu của ông Zelensky. Trong thực tế, bài phát biểu này có rất ít người nghe, có nhiều hàng ghế trống. Vậy mà trong video truyền thông của Ukraine đăng tải thì các hàng ghế lại được lấp đầy. Hơn thế nữa, họ còn vụng về đến mức ghép luôn cả cảnh ông Zelensky đang nghe bài phát biểu của chính mình. Bất luận là truyền thông nỗ lực như thế nào để mô tả về những bài phát biểu hoa mỹ của Zelensky, thì giới chuyên gia vẫn nhận định thẳng thắn rằng phía sau những lời nói đó là sự thất bại ê chề. Điều đáng chú ý nhất đó là nhận định của cựu đọc vụ tình báo Anh M. Isaac, Alastair Cross, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jotting Freedom rằng việc ông Zelensky cố gắng gây áp lực lên cảm xúc trong các bài phát biểu tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nói lên sự tuyệt vọng của ông ta. Ông nói, Zelensky đang vô cùng tuyệt vọng. Ông ấy thậm chí còn không chắc liệu mình có thể nhận được ATACMS và nguồn hỗ trợ tài chính mới hay không. Ông ấy đang cố gắng để khơi dậy cảm xúc để có thể nhận thêm tiền và vũ khí cho Ukraine. Theo quan điểm của ông này, Zelensky đang cố gắng để có được sự thương hại từ người Mỹ và thuyết phục họ xem xét lại quan điểm của mình trong việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng mà tổng thống Ukraine khó có khả năng gây được ảnh hưởng đến Quốc hội Hoa Kỳ, nơi mà thái độ hoài nghi đối với Kyiv ngày một gia tăng. Cũng tương đồng với nhận định của cựu đặc vụ tình báo quân đội Anh, cựu chiến binh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu lịch sử Notch Raven, đã bày tỏ quan điểm rằng sự thất bại trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Zelensky có thể cho thấy cuộc xung đột sắp kết thúc. Ông ta đã viết rằng, sự tiếp đón lạnh lùng của Washington và Liên hợp quốc cùng với số lượng càng ngày càng nhiều những người coi thường Zelensky đã tạo ra ấn tượng rằng cuộc xung đột gần như đã kết thúc. Viết về sự thất bại trong chuyến thăm Washington lần này của Tổng thống Ukraine thì tờ The Hill đã đưa tin Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã từ chối để cho ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. McCarthy đã nói với các phóng viên rằng Zelensky đã đề nghị được tổ chức một cuộc gặp và phát biểu, nhưng mà Chủ tịch Hạ viện đã từ chối bởi vì Quốc hội không có thời gian. Điều này một lần nữa cho thấy sẽ khó có sự đồng lòng trong quốc hội Mỹ về việc viện trợ cho Ukraine. Đây là lý do mà các nhà phân tích Mỹ nói chuyến viếng thăm lần này đã thất bại. Một điểm đáng lưu ý nữa đó là khi các chính trị gia Hoa Kỳ đã tỏ ra lạnh nhạt với Ukraine thì ở châu Âu, những cuộc biểu tình quy mô lớn đã không thể che giấu được sự chú ý của thế giới. Cú bẻ lái của Séc báo động cơn ác mộng ở châu Âu Có khoảng 70.000 người Séc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga những người biểu tình này đã tập trung tại thủ đô Praha, đánh dấu sự bất bình dâng cao trong xã hội Séc. Những cuộc biểu tình này bắt nguồn từ sự bất mãn đối với giá năng lượng tăng cao và công chúng yêu cầu phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Cuộc biểu tình mang tên Cộng hòa Séc trên hết, đoàn kết các phe cực hữu và cực tả, kêu gọi sửa đổi các thỏa thuận khí đốt với Moscow, ngừng vận chuyển vũ khí tới Ukraine và chính phủ trung hữu của Thủ tướng Peter Fiala cần phải từ chức những người khác còn dương cao biểu ngữ chống lại EU và NATO. Các nhà tổ chức còn có ý định tiếp tục thực hiện các cuộc biểu tình mới vào ngày quốc khánh xét 28 tháng 9, trừ khi chính phủ từ chức trước ngày 25 tháng 9. Cộng hòa xét trong lịch sử là nước ủng hộ trung thành của Ukraine trong Liên minh phương Tây. Nhưng khi mùa đông đang đến gần thì mối lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến cho người dân mất hết kiên nhẫn. Ngoài ra, họ cũng bất bình khi chính phủ chi ngân sách trong thời gian dài cho việc cứu mang người tị nạn Ukraine. Hiện tại thì lập trường của Tổng thống Sếp Peter Pavel về Nga và Ukraine cũng đang có sự thay đổi đáng kể. Ban đầu thì ông này ủng hộ việc giám sát chặt chẽ người Nga ở các nước phương Tây. Nhưng mà bây giờ đây, ông ta đang đánh giá lại quan điểm của mình. Tổng thống Pavel gần đây đã thực hiện các chính sách cắt giảm phúc lợi cho người tị nạn Ukraine. Praha đang tiến tới phục hồi kinh tế, kêu gọi thiết lập quan hệ ngoại giao với Nga và ổn định giá cả. Ngoài những tín hiệu đang cắt giảm hỗ trợ cho Kiev, thì Cộng hòa Séc còn bị cáo buộc là cung cấp linh kiện cho máy bay không người lái của Nga. Kiev Independence đã viết về điều này. Điều đáng nói đó là Cộng hòa Séc từng là đồng minh của Kiev, vậy mà bây giờ đây không chỉ bày tỏ mong muốn muốn trục xuất người Ukraine khỏi đất nước mình, mà còn dính líu đến việc cung cấp các bộ phận máy bay không người lái cho Moscow. Sự việc này đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Cho dù là công ty Séc bị tình nghi, AC Model Moto đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Nhưng mà rõ ràng là linh kiện của họ đã xuất hiện trong các UAV Nga. Đây là điều không thể chối bỏ. Giờ đây, khi ở Praha đang vang vọng những khẩu hiệu Cộng hòa xét trên hết của hàng chục triệu người biểu tình, điều này chứng tỏ tâm lý bài Ukraine đang dâng cao tại đất nước này. Thảm hại trên mặt trận quân sự Theo cựu tình báo viên MI6 Alastair Cross mà chúng ta vừa nói ở trên, lực lượng vũ trang Ukraine đang tổn thất quá nhiều, đến mức họ thậm chí còn không thể tạo ra bất kỳ một thành công mới nào. Trước đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cũng cho biết rằng quân đội Nga ở gần làng Robotino ở vùng Zaporozhye đang nghiền nát lực lượng dự bị cuối cùng của Ukraine. Trong bối cảnh này, cuộc tấn công bằng Storm Shadow lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine lại thất bại thảm hại khi mà Nga đã bắt bài được chiến thuật của đối phương. Điều này đã được Erosio Time viết. Bài báo mô tả rằng, trong cuộc tấn công chưa từng có vào ban ngày, ngày 20 tháng 9, Ukraine đã phóng 8 tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow từ 11 máy bay ném bom chiến thuật Su-24M nhắm vào hạm đội biển đen của Nga tại Sevastopol. Bất chấp việc sử dụng các chiến thuật tinh vi như bay thấp trên biển để thoát khỏi sự phát hiện của hệ thống phòng không Nga và sử dụng 3 tên lửa mồi nhử, cuộc tấn công này vẫn thất bại hoàn toàn. Không một tên lửa Storm Shadow nào có thể bắn trúng mục tiêu. Cuộc tấn công vào ngày 20 tháng 9 là một nỗ lực của Ukraine với kỳ vọng có thể lặp lại được thành công trước đó vào đêm ngày 13 tháng 9. Trong vụ tấn công lần này, các máy bay của Ukraine được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Staro ở vùng Khmelnytsky. Một nhóm đã bay đến khu vực ở giữa Odessa và Nikolaev, còn một nhóm khác gồm hai chiếc Su-24M đã bay xa hơn về phía nam Okhov. Trong số 8 chiếc Storm Shadow được phóng đi, thì 5 chiếc đã bị hệ thống tên lửa phòng không Panzer S1 của Nga bắn hạ, 3 chiếc còn lại bị rơi gần Sevastopol. Về phía mình, Người Nga hôm nay ngày 22 tháng 9 tiếp tục ghi nhận các chiến công mới của lực lượng không quân. Truyền thông Nga Investa đã đăng tải thông tin rằng máy bay cường kích Su-25 của họ đã tấn công các công sự được ngụy trang của kẻ thù, phá hủy nhiều phương tiện bọc thép. Cũng trong sáng sớm ngày hôm nay, thì quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy kỹ thuật vận tải Kharkov có tên là Malisev. Đây là nơi sửa chữa xe tăng và xe vận chuyển quân nhân của Ukraine. Nguồn tin cũng đã cung cấp một bức ảnh về cột khói xuất hiện sau vụ tập kích này, chứng minh nhiệm vụ đã thành công. Như vậy thì có thể thấy, không có tiến triển đáng kể nào trên chiến trường giấu cho phía Ukraine hay là một số kênh truyền thông vẫn nỗ lực làm màu tới đâu. Điều này liệu có đủ sức để thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây tiếp tục rót tiền vào đây hay không? E rằng là không, nhưng mà họ sẽ không rút lui mà sẽ còn kéo dài đau đớn của Ukraine bằng cách thổi vào tâm trí các nhà lãnh đạo nước này một viễn cảnh chiến thắng. Cho nên, Việc Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ xe tăng M1 Abrams hay là các loại vũ khí khác một cách nhỏ giọt sẽ không thể giúp được Ukraine có một cú lội ngược dòng nào cả. Đây cũng là nhận định của Marian Miron, là nhà nghiên cứu tại khoa nghiên cứu quân sự King College London. Nhà nghiên cứu đã giải thích rằng sẽ là hoàn toàn phi logic khi sử dụng những chiếc xe tăng này ở Zaporozhye khi mà trời đang mưa bởi vì chúng sẽ bị mắc kẹt trong bùn lầy. Xe hỗ trợ cũng sẽ bị kẹt và điều này sẽ trở thành một thảm họa. Ngoài ra, lực lượng vũ trang ukraine sẽ phải học cách sử dụng đồng thời ba loại xe tăng phương tây hoàn toàn khác nhau trong trận chiến abraham leopard và challenger và nhà nghiên cứu chỉ ra rằng điều này có thể trở thành một cơn ác mộng thực sự đối với hậu cần theo bà thì vấn đề có thể phát sinh khi bảo trì người ukraine sẽ cần phải tìm kiếm phụ tùng thay thế và phải có kỹ sư đủ khả năng để sửa chữa tất cả các loại xe bọc thép bà ấy kết luận rằng từ quan điểm quân sự tôi nghĩ điều này đem đến nhiều vấn đề hơn là lợi thế như vậy có vẻ như là giới chuyên gia và các nhà phân tích phương tây vẫn có đánh giá khách quan về tình hình ở ukraine hôm nay chính từ phía ukraine họ cũng thấy được thái độ của phương tây đối với cuộc xung đột đang dần thay đổi theo hướng mà họ không mong muốn nhà báo ukraine đã viết rằng những người tham gia cuộc đua bầu cử ở các nước đồng minh đang dùng ukraine như là một lá bài trong khi đất nước của chúng tôi thì gặp khó khăn điều này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại của ukraine nhà báo này tiếp tục rằng chúng tôi đang thua trong cuộc chiến giành sự ủng hộ từ cộng đồng. Đồng thời, Kiev cũng có nguy cơ mất đi hơn nữa những sự hỗ trợ từ chính phủ phương Tây đương nhiệm hoặc tương lai. Và thưa quý vị, những nguồn thông tin hay là ý kiến mà chúng tôi dẫn chứng đều không phải đến từ các kênh truyền thông Nga hay là các nhà hoạt động thân Nga, mà nó đến từ chính cái nhìn khách quan của các chuyên gia phương Tây. Và đã có một bình luận đến từ nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ, Draven Noctis, mang tính tổng thể và rất đặc sắc về cuộc chiến của Nga và phương Tây, mà ngay sau đây Hoàng Hải xin gửi tới quý vị. Ông ấy nói rằng có nhiều quốc gia có truyền thống biết kính sợ Chúa và không điên rồ, nhưng mà không có ai có năng lực quân sự lớn như Nga. Vì vậy, theo tình hình hiện tại, Nga là kẻ thù số một, thậm chí là trên cả Trung Quốc vì sự thống nhất, bản sắc dân tộc mạnh mẽ và niềm tin vào Chúa. Trên hết, họ có sự tự chủ về mặt quân sự. Nước Nga sẽ không cúi đầu và sẽ thức tỉnh trước sự độc ác, điên rồ, đồng tính và xa đọa của phương Tây. Vì điều này, Nga là trở ngại lớn nhất đối với phương Tây và trật tự thế giới mới của họ. Có nhiều thứ đang bị đe dọa hơn là các nguồn tài nguyên, biên giới hay là kinh tế. Một cuộc chiến tâm linh đang diễn ra. Nhưng mà đừng nhầm lẫn, bàn tay con người có thể ký các lệnh trừng phạt theo mệnh lệnh của phương Tây. Nhưng mà thực sự bàn tay của Satan đang chỉ dẫn họ. Và thưa quý vị, vấn đề không chỉ ở Kiev, cô máy chiến tranh sẽ không dừng lại, nó sẽ còn tiếp tục được vận hành ở bên ngoài Ukraine. Tổng thư ký NATO nêu tên quốc gia mà Mỹ sẽ tập trung sau Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra một quan điểm rất phi logic về lý do tại sao Ukraine phải giành chiến thắng. Trong khi, phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng NATO đã không làm gì để xây dựng các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Stoltenberg đã phát biểu tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như sau. Nếu Mỹ lo lắng về Trung Quốc thì cần phải đảm bảo chiến thắng cho Ukraine. Nếu như Ukraine thắng, các bạn có quân đội lớn thứ hai châu Âu, và điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng tập trung hơn vào Trung Quốc và bớt lo lắng về tình hình ở châu Âu. Tổng thư ký NATO cũng giải thích rằng mục đích sự hiện diện của ông tại Đại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là để đảm bảo cho sự hỗ trợ cho Ukraine. Ông ấy nói rằng: "Một trong những mục tiêu đến đây lần này của tôi là để huy động sự hỗ trợ cho Ukraine và đây là điều đã được thảo luận trong hầu hết các cuộc họp của tôi tại đây." Theo ông ấy, các thành viên NATO và các nước đối tác phải nhận ra rằng sự hỗ trợ dành cho ukraine cũng là để đảm bảo an ninh của chính họ có một vấn đề trong tư duy logic của tổng thư ký nato đó là tại sao việc ukraine giành chiến thắng lại có thể giúp cho mỹ đối phó với trung quốc được chẳng lẽ là nếu như không có ukraine thì washington không thể đối đầu với bắc kinh được hay sao thứ hai là nato đã bày tỏ sự lo lắng về an ninh cho eu có phải là ông stoltenberg đang lo rằng châu âu không thịnh vượng nếu như phải nhận nguồn năng lượng giá rẻ từ nga hay không hay là ông ta e sợ viễn cảnh rằng eu sẽ phụ thuộc vào nga mãi mãi thực tế thành công lớn nhất của mỹ khi kích nổ cuộc chiến ở ukraine đó là khiến cho eu suy yếu và trên bờ vực sụp đổ kinh tế cho nên cách mà tổng thư ký nato đang nói về an nguy của châu âu là ngụy biện và thiếu thuyết phục hơn nữa nếu như nato tìm mọi cách để ukraine giành chiến thắng tức là khiến cho nước nga suy sụp và quân đội nato sẽ chỉ trực chờ cơ hội để tấn công nước nga lúc này một nước nga thoi thóp sẽ làm gì để bảo vệ đất nước của mình đây họ sẽ dùng tới nút bấm hạt nhân và đây mới thực sự là lúc mà an nguy của châu Âu bị đe dọa. Chỉ cần một vài lập luận logic cơ bản thì chúng ta đã thấy rằng tuyên bố của Jens Stoltenberg là rất khập khiễng. Vấn đề Nga và Trung Quốc là hai phạm chủ khác nhau. Nga đơn giản chỉ cần một không gian để sống yên ổn, muốn được hợp tác và phát triển và quan trọng nhất là không để cho ai có bất cứ cơ hội nào kề con dao vào cổ của họ. Còn nhà cầm quyền Trung Quốc thì lại khác. Họ rất muốn lật đổ vị thế thống trị của Hoa Kỳ. Vậy thì việc coi Nga là nguy hiểm hơn Trung Quốc có phải là sự mập mờ trong việc xác định đối thủ mục tiêu hay không? Cho nên bài phát biểu của người đứng đầu NATO đơn giản chỉ là những lời dụ dỗ dành cho các chính trị gia ngây thơ, cũng là cách để che đậy cho nỗi ám ảnh sợ Nga của giới tình hoa châu Âu. Trung Quốc, Nhật Bản đang nóng lên Truyền thông Nhật Bản Kyodo News đưa tin, Nhật Bản dự định xây dựng thêm kho vũ khí tại các căn cứ quân sự trong năm tài chính 2024 nhằm giúp nước này có được khả năng phản công tầm xa. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã đe dọa trừng phạt nếu như Tokyo cố gắng để cản trở kế hoạch sát nhập Đài Loan của mình. Kế hoạch xây dựng thêm 130 kho vũ khí của chính phủ Nhật Bản thể hiện sự thay đổi đáng kể trong chiến lược an ninh của quốc gia này nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng trong khu vực. Là một phần trong chương trình nghị sự nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực tấn công và phòng thủ sát thương, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu một khoản đầu tư là 12,4 tỷ yên để thực hiện kế hoạch này. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch tái thiết quân đội quan trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai vào tháng 12 năm ngoái. Họ dự định đầu tư khoảng 320 tỷ USD để mua sắm tên lửa tấn công. Nó có khả năng răn đe các đối thủ trong khu vực như là Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Đồng thời, họ cũng muốn chuẩn bị nguồn lực cho một trận chiến kéo dài. Và Nhật Bản đã rất nỗ lực để có thể có được những tên lửa này. Vào tháng 4 năm nay, thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố trao hợp đồng cho Mitsubishi Heavy Industry để phát triển và sản xuất hàng loạt các loại tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Ngoài ra, họ còn đang nghiên cứu phát triển tên lửa đạn đạo siêu thanh để phòng thủ các hòn đảo xa xôi. Nhật Bản cũng đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chấp nhận bán tên lửa hành trình tàng hình phóng từ trên không. Theo đó, Nhật Bản có thể mua 50 tên lửa không đối đất của Lockheed Martin. Hơn nữa, vào tháng 12 năm nay, Nhật Bản đã công bố kế hoạch mua phiên bản Tomahawk hiện đại nhất. Loại tên lửa này đã được biên chế cho Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2021. Chúng bay ở độ cao thấp và có tầm bắn hơn 1.600 km. Các báo cáo lưu ý rằng Tokyo đang kỳ vọng có thể mua ít nhất là 400 tên lửa Tomahawk từ Mỹ. Như chúng ta đã biết, Nhật Bản là một quốc gia đã né tránh chiến tranh trong 77 năm qua. Nhưng mà giờ đây, họ đang nỗ lực để gia tăng khả năng tấn công vào đất nước của kẻ thù trong trường hợp an ninh của mình bị đe dọa với những mối nguy hiểm đến từ trung quốc triều tiên và nga thì việc bổ sung các kho tên lửa này là điều tất yếu mặc dù trung quốc đã từng chỉ trích quyết định tích lũy khả năng phản công tầm xa này nhưng mà nhật bản vẫn giữ vững lập trường đồng thời nếu bật thách thức mà nước này đang phải đối mặt từ chính bắc kinh cũng như từ sự tăng cường hợp tác quân sự giữa trung quốc và nga mặc dù là những lo ngại về an ninh của tokyo có thể không sai lầm nhưng mà liệu họ có khả năng đối đầu đồng thời với cả trung quốc nga triều tiên cùng một lúc hay không? Và liệu người Mỹ có thể bảo vệ nước Nhật trước ba đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân hay không? Chắc hẳn là quý vị đã có câu trả lời. Tiếp theo chúng ta hãy cùng lùi xuống một chút về phía nam để đánh giá vị trí chiến lược của Đài Loan. Đài Loan nằm án ngữ ở cửa nhà của Đông Á, chỉ cần Trung Quốc chiếm được Đài Loan thì Nhật Bản, Triều Tiên hay là Hàn Quốc đều sẽ bị Trung Quốc kiểm soát tuyến đường hàng hải. Đây vốn là huyết mạch của nền kinh tế Nhật Bản, cho nên với việc Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực để đánh chiếm Đài Loan thì Nhật Bản chắc chắn sẽ trở thành một bên tham chiến. Đầu tháng này, Tokyo đã bổ nhiệm một quan chức chính phủ làm tùy viên quốc phòng tại Đài Loan. Do Nhật Bản không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này, cho nên đây được coi là một động thái nhằm nâng cao quan hệ an ninh. Nhật Bản cũng thông báo rằng họ đã mở rộng căn cứ quân sự trên một hòn đảo nhỏ ở phía đông Đài Loan. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau khi tên lửa đạn đạo của Trung Quốc rơi gần bờ biển nước này vào năm ngoái. Hơn nữa, sự đe dọa dai dẳng của trung quốc và hoạt động quân sự gia tăng ở eo biển đài loan càng ngày càng dẫn đến một số tranh cãi trong bộ quốc phòng nhật bản về phần mình mặc dù bắc kinh kiềm chế không đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với tokyo nhưng mà các video tuyên truyền hiếu chiến vẫn thường xuyên được đăng tải và bây giờ chúng ta hãy cùng đánh giá về việc washington bắt tay với tokyo trong việc xây dựng năng lực quân sự để kiềm chế trung quốc có thể nói rằng điều này là không sai nhưng mà cách giới chính khách hoa kỳ đang làm lại có vấn đề tức là một mặt họ đi đêm với giới lãnh đạo bắc kinh móc nối làm ăn trong bóng tối còn mặt khác họ dìu dắt đồng minh của mình vào một cuộc chiến chống trung quốc nếu như các chính trị gia trong khu vực này không có cái đầu lạnh thì điều này rất dễ dẫn đến thảm họa và để kiềm chế trung quốc thực ra là không phải không có cách dưới thời của cựu tổng thống mỹ donald trump ông ấy không phải dùng đến bất kỳ một căn cứ quân sự nào ở các nước đồng minh cũng có thể khiến cho bắc kinh liều siêu ông ta đã đánh vào túi tiền của bắc kinh tức là chỉ cần dùng chiến tranh kinh tế là đủ Trung Quốc là nền kinh tế mới nổi, họ là cường quốc nhưng mà vẫn chưa có sự phát triển bền vững, cũng như là chưa có dự trữ quốc gia đủ mạnh. Mặt khác, họ cũng không thể tự chủ kinh tế theo kiểu tự cung tự cấp giống như Nga được. Cho nên nếu như có chiến tranh xảy ra, họ không thể chống đỡ trong một thời gian dài. Bởi vậy, mặt đâu cần phải động binh, chỉ cần quay trở lại với chính sách của tổng thống tiền nhiệm, thì ông Biden đã có thể kiềm chế được Trung Quốc mà chẳng cần tốn một viên đạn. Nhưng mà đó không phải là điều mà họ muốn. Nếu như không có chiến tranh thì giới tinh hoa Hoa Kỳ và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng lấy đâu ra lợi nhuận. Cho nên họ nhất định phải kích hoạt xung đột. Về cơ bản, họ không quan tâm tới việc ai thắng ai thua. Cái mà họ quan tâm là mình thu được bao nhiêu lợi nhuận mà thôi. Dung chuyển Sevastopol Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về điểm yếu phòng không của Nga ở Sevastopol. Tất nhiên là điều này không có nghĩa là quân đội NATO không có điểm yếu. Đã có một sự cố quân sự ngớ ngẩn diễn ra tại Hoa Kỳ vào tuần trước. Chúng làm dấy lên nhiều nghi vấn về năng lực thực sự của quân đội hùng mạnh nhất thế giới này. Còn tại vùng Nam Caucasus, điểm nóng Nagorno-Karabakh cũng như là vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực sẽ là một chủ đề rất hấp dẫn cần phải mổ xẻ. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết cảnh báo tên lửa vang lên ở Sevastopol. Đêm ngày hôm qua, truyền thông Nga đưa tin về vụ tấn công tên lửa ở trung tâm Sevastopol. Các nhân viên thực thi pháp luật của thành phố đã yêu cầu người dân phải sơ tán đến các hầm tránh bom và không đến gần trụ sở của hạm đội Biển Đen. Thống đốc Mikhail Rabzovchayev cho biết vụ tấn công tên lửa này đã đánh trúng một trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Ngoài ra, có thể còn có các cuộc tấn công khác, vì vậy mà người dân cần phải sơ tán khỏi các tòa nhà và trung tâm thành phố. Sau vụ tấn công này, các cơ sở hạ tầng ở xung quanh trụ sở của hạm đội Biển Đen không bị hư hại và không có thương vong về dân thường. Hiện trường của vụ tấn công hiện đang được phong tỏa và các tầng trên của trụ sở này đã bị phá hủy. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực để cứu những người bị nạn. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng đã báo cáo rằng trong vụ tấn công lần này có 5 tên lửa của Ukraine đã bị bắn hạ. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công vào Sevastopol, người ta đã phát hiện ra một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ bay trên không phận biển đen. Chiếc máy bay này không tham gia điều khiển tên lửa mà được sử dụng để theo dõi và ghi lại kết quả của cuộc tấn công. Theo dữ liệu có được, thì cuộc tấn công vào Sevastopol sử dụng tên lửa của Anh và có sự giám sát của máy bay Mỹ P-8A Poseidon bay qua không phận của Romania. Tình huống này cho thấy phi vụ này không phải là hành động tự phát mà đã được lên kế hoạch rất cẩn thận và có thể có sự phối hợp của các đồng minh phương Tây. Do ảnh hưởng của cuộc tấn công, Hiện tại thì một số quân nhân Nga vẫn được thông báo là mất tích. Bộc lộ lỗ hổng phòng không của Nga sau vụ tấn công vào Sevastopol. Trong cuộc tấn công lần này vào Sevastopol, hơn một nửa số tên lửa phóng từ máy bay Su-24 đã bị hệ thống phòng không của Nga đánh chặn. Bằng chứng là có những bức ảnh về mảnh vỡ đầu đạn Brach trong tên lửa Storm Shadow vẫn chưa được khai hỏa. Tuy nhiên, có tới 3 tên lửa vẫn được coi là đã vượt qua được hệ thống phòng thủ và một trong số chúng đã đánh trúng mục tiêu quan trọng. Hai tên lửa còn lại vẫn chưa được xác định vị trí. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà Storm Shadow có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga, bao gồm một số sư đoàn hoặc là trung đoàn bắc M3, S-300V4 và tor M2U. Được biết, với số lượng khí tài phòng thủ đó thì Sevastopol có thể đánh chặn đồng thời 30-50 mục tiêu cùng lúc. Đó là còn chưa nói đến các hệ thống phòng thủ được bố trí trên các tàu cũng như là máy bay chiến đấu đa năng Su-35S có khả năng đánh chặn các mối nguy hiểm trên không. Như vậy thì có thể thấy, lực lượng phòng không Nga vẫn chưa tổ chức hợp lý các hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. Nó chưa hợp lý ở chỗ nào? Thứ nhất, đó là việc thiếu đi các radar tầm thấp 48 ya 6 k 1 Polet k 1 và tháp phát hiện tầm thấp chuyên dụng 40V6MD. Nếu không có những phương tiện vốn là tiêu chuẩn trong các sư đoàn S-400 này, thì việc chống lại tên lửa Storm Shadow hoạt động ở độ cao 35m sẽ kém hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là ở những nơi có địa hình hiểm trở và có nhiều cây cối. Thứ hai, đó là cần phải đặt các radar của S-400, Bok M3 và Panzer S-1 tại các điểm cao ven biển gần Sevastopol, theo cách sao cho chúng có thể bao phủ tầm hoạt động ở tất cả các khu vực có độ cao thấp hơn. Và cuối cùng đó là lực lượng Sevastopol đang thiếu đi các hoạt động tuần tra thường xuyên của máy bay cảnh báo sớm A-50U, và máy bay đánh chặn MiG-31BM trong các khu vực có nguy cơ bị tên lửa tập kích cao. Chớ trêu là đúng vào ngày xảy ra vụ tấn công này thì tập đoàn vũ khí Rostec đã bàn giao cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga một chiếc A-50U mới. Nó được trang bị radar SMEL-M, có khả năng phát hiện tên lửa Storm Shadow ở khoảng cách lên tới 100 km. Không riêng gì Storm Shadow, thiết bị này còn có thể xác định các loại máy bay ném bom từ khoảng cách là 650 km, cũng như tên lửa hành trình trong bán kính 215 km ngay cả những mục tiêu nhỏ như là máy bay không người lái cũng có thể bị theo dõi điều này có nghĩa là nga có đầy đủ các loại thiết bị kỹ thuật cũng như là công nghệ nhưng mà họ đã chủ quan trong việc phòng thủ sau vụ việc này thì bộ chỉ huy nga chắc chắn sẽ phải đánh giá lại tình huống và chúng ta cũng từng nói với nhau nhiều lần rằng cuộc chiến ở ukraine về bản chất đó là một cuộc tập trận giữa nga và nato hai bên sẽ thể hiện sức mạnh quân sự từ vũ khí quân binh chiến thuật cũng như là công nghệ của mình nếu như người Nga thắng thì NATO sẽ phải lùi lại, tiếp tục đút rút kinh nghiệm để sẵn sàng cho những trận chiến tiếp theo. Và cuộc chiến này chắc chắn sẽ còn kéo dài trừ phi nước Mỹ đổi chủ và cỗ máy chiến tranh bị phá hủy. Cho nên, chúng ta vẫn sẽ còn nhìn thấy nhiều điểm yếu trong chiến thuật của Nga. Nhưng mà nó không có nghĩa là chiến thuật, vũ khí hay là công nghệ của NATO là hoàn hảo. Vụ rơi F-35 vô tình để lộ điểm yếu của quân đội Mỹ Tai nạn của máy bay chiến đấu F35B Lightning II thuộc biên chế của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đặt ra không ít dấu hỏi về độ an toàn, chất lượng vũ khí và khả năng kiểm soát khí tài của lực lượng này. Câu chuyện bắt đầu vào chủ nhật tuần trước, ngày 17 tháng 9, khi mà phi công quyết định nhảy ra khỏi chiếc F35B Lightning II trên không phận của Nam Carolina. Nguyên nhân khiến cho vị phi công này phải nhảy dù khỏi chiếc máy bay trị giá 85 triệu USD này vẫn chưa được rõ ràng. Sau khi tiếp đất Phi công đã nhập viện nhưng mà tình trạng sức khỏe được đánh giá là ổn định. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo thực sự rất đáng lo ngại. Sau khi phi công nhảy dù, máy tính trên máy bay đã tự động điều khiển nhưng mà không xác định được hướng bay. Bộ phát tín hiệu trên chiếc F35 bị tắt khiến cho radar mặt đất không thể phát hiện ra nó. Vụ việc này khiến cho các nhà chức trách hoảng hốt vì một chiếc máy bay chiến đấu mất kiểm soát đang bay trên lãnh thổ đất nước mình. Hơn nữa, nó còn được thiết kế để vô hình trước các loại radar dân sự và quân sự để kiểm soát được tình hình này thì thủy quân lục chiến đã yêu cầu người dân địa phương báo cáo khi nhìn thấy bất kỳ một chiếc máy bay nào có dấu hiệu lạ trong khu vực họ sinh sống. Vụ việc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của nữ nghị sĩ Nam Carolina bà Nancy Mace bà nói rằng làm thế quái nào mà các ông có thể để mất một chiếc F-35 làm sao có thể để mất dấu vết của nó được. Sự kiện này đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ bởi vì mẫu máy bay F-35 có tầm bay danh nghĩa là 1.670 km nghĩa là nếu nó rơi thì phạm vi tìm kiếm sẽ là một khu vực rất rộng lớn, thậm chí nó có thể vươn tới lãnh thổ của các quốc gia khác bởi vì tầm hoạt động của nó có thể vươn tới cả Cuba. Tuy nhiên sau 28 giờ tìm kiếm thì chiếc máy bay chiến đấu này cuối cùng đã được phát hiện bị rơi tại một bãi đất trống ở hạt Williamburg, cách căn cứ nơi nó cất cánh khoảng 2 giờ về phía đông bắc. Vụ việc này đã xảy ra ở nơi ít người qua lại, cho nên không được cư dân phát hiện. Các quan chức sau đó đã bắt đầu một cuộc điều tra và cho đến nay đã đưa ra những tuyên bố như sau. Thủy quân lục chiến đang thu thập thêm thông tin và đánh giá tình hình. Chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết để đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình điều tra. Nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về tính minh bạch và hiệu quả của cuộc điều tra này. Một sự việc như vậy đã bắt đầu đặt ra những nghi vấn nghiêm túc từ người dân và quốc hội Hoa Kỳ. Điều đầu tiên cần phải nói đến đó là khả năng kiểm soát máy bay chiến đấu sau khi phi công mất quyền điều khiển. Các hệ thống kiểm soát tự động và an toàn trên các phương tiện quân sự này đã hoạt động như thế nào và có thực sự đáng tin cậy hay không? Và câu hỏi quan trọng nhất đó là tại sao một sai sót ngớ ngẩn như vậy lại có thể xảy ra ở một trong những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại và đắt đỏ nhất trên thế giới này? Cây kiếm mang tên Thổ Nhĩ Kỳ đã làm người Nga hài lòng. Chiến tranh Nga-Ukraine đã khiến cho các quốc gia phương Tây đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, không phải tất cả các nước đều đứng về chỉ một phe trong cuộc xung đột lần này. Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ đóng vai trò hỗ trợ Nga để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Vai trò đó của Ankara gần đây đã trở nên nổi bật hơn nữa trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, đó là việc họ hỗ trợ người Nga tuần than vào châu Âu. Dữ liệu hải quan Nga do Reuters phân tích đã tiết lộ rằng lượng than trị giá ước tính 14,3 triệu USD đã được khai thác từ các vùng đất thuộc Ukraine đã bị Nga chiếm đóng, đang được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp nhận các sản phẩm than đá từ khoảng 10 nhà khai thác đang hoạt động tại Danes và Lukan trong suốt 6 tháng qua. Điều này cũng đã giải thích cho sự phụ thuộc ngày càng tăng cao của Thổ Nhĩ Kỳ vào than đá để sản xuất điện. Xu hướng vẫn tồn tại bất chấp những lời kêu gọi giảm lượng khí thải toàn cầu. Số liệu chính thức tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra 31,5 triệu megawatt giờ điện từ than nhập khẩu trong nửa đầu năm 2023 đánh dấu mức tăng khoảng 25% so với năm trước. Những người bán than chịu trách nhiệm về các chuyến hàng này là các thực thể đã đăng ký ở cả Nga và các lãnh thổ Ukraine mới sát nhập vào Nga. Hoạt động thương mại này diễn ra trong bối cảnh xung đột đang diễn ra và nó một lần nữa nhấn mạnh lợi ích kinh tế có khả năng vượt qua được các căng thẳng chính trị. Hoạt động buôn bán than gần đây không phải là một ví dụ duy nhất về quan hệ đối tác chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Hai quốc gia này trước đây còn tìm cách để thành lập một trung tâm phân phối khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này là nhằm mục đích đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trung tâm khí đốt của châu Âu. Sáng kiến này do tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất, nhằm mục đích định tuyến lại dòng chảy khí đốt sau khi các đường ống Nord Stream ở phía Bắc đã bị hư hỏng. Trung tâm khí đốt này có thể cho phép Nga thiết lập giá khí đốt, ngăn chặn chính trị hóa năng lượng và đóng vai trò là nền tảng phân phối năng lượng tới khắp châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đã ủng hộ ý tưởng này. Nói tóm lại, đó là với kế hoạch này thì trong tương lai EU sẽ phải mua khí đốt của Nga thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía mình, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ các mục tiêu năng lượng của Nga. Washington đã thúc giục các đồng minh phải đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, làm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Moscow. Và mặc dù là người Mỹ đã trở thành một nhà cung cấp khí hóa lỏng quan trọng cho châu Âu, nhưng mà vì chi phí trung gian quá cao, cho nên việc cung cấp năng lượng như vậy trong dài hạn vẫn là một thách thức. Nếu như người Nga tiếp tục mở rộng đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ, Điều đó sẽ làm dấy lên mối lo ngại đối với Mỹ, bởi vì nó có thể đe dọa tới lợi ích kinh tế của nước này trong ngành năng lượng. Washington đã đầu tư đáng kể vào cơ sở khí hóa lỏng để phục vụ các mục đích xuất khẩu và họ sẽ rất cảnh giác với việc Ankara trở thành một trung tâm khí đốt. Điều này có khả năng khiến cho các khoản đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực này bị lỗ vốn. Do đó, việc Ankara trở thành đối tác chiến lược của Moscow đã khiến cho Nga có được một cây kiếm quan trọng. Trong khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt thì sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục mang lại thành quả kinh tế. Dòng than từ những vùng Nga mới sát nhập chảy vào EU thông qua Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một cơ hội kinh tế mới của Nga cũng như củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa họ. Armenia chính thức gia nhập Liên minh chống Nga Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đưa ra cáo buộc chống lại Nga liên quan đến các sự kiện ở Karabakh. Ông nói, đúng, chúng tôi chia sẻ trách nhiệm của mình nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng tôi nên nhắm mắt làm ngơ trước thất bại của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Karabakh. Pashinyan cho rằng Nga vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong khu vực này. Tuy nhiên, chính Pashinyan trước đây đã công nhận sự liên kết của lãnh thổ Nagorno Karabakh với Azerbaijan. Cho nên, những cáo buộc lần này của ông ta chống lại Nga là vô căn cứ. Những tuyên bố của ông này đã gây ra phản ứng tiêu cực trong xã hội, từ đó làm gia tăng căng thẳng trong tình hình chính trị của đất nước. Nó cũng đã một lần nữa khẳng định thông tin rằng tình cảm chống Nga vẫn đang nổi lên bên trong lãnh thổ Armenia. Tuy nhiên, xét theo các cuộc biểu tình thì người dân đất nước này cũng đang yêu cầu Pashinyan phải từ chức. Gần đây, truyền thông đã đưa tin về việc Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Armenia. Một nhóm thượng nghị sĩ liên đảng đã trình bày dự luật hỗ trợ Armenia bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Azerbaijan do tình hình trầm trọng ở Nagorno-Karabakh. Logic này đã khiến cho chúng ta gợi nhớ đến các hành động của Mỹ đối với Ukraine và Nga. Nhưng mà bối cảnh địa chính trị trong khu vực này cũng rất phức tạp. Nên nhớ rằng phía sau Azerbaijan là Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là những người chống lưng cho Azerbaijan. Họ là một quốc gia NATO có quân đội hùng mạnh nhất trong khu vực. Về bản chất, việc Armenia chống lại Nga tuyên chiến với Azerbaijan đồng nghĩa với việc họ đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo Armenia nếu vẫn cứ muốn phát động một cuộc chiến để giành lại Karabakh, thì kết quả sẽ là việc họ mất thêm nhiều phần lãnh thổ khác nữa của mình. Azerbaijan từ lâu đã rất cần tạo ra một hành lang để kết nối họ với Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên vùng đất van của Armenia luôn là khu vực họ rất thèm khát. Giới chính khách Armenia nên phải tự đặt câu hỏi, Hoa Kỳ đã ở đâu khi leo thang ở Karabakh bắt đầu? Và tại sao Washington mạnh như thế mà lại không làm gì để bảo vệ dân thường trong khu vực này? Khi tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó thì họ sẽ biết Người Mỹ thực chất là không quan tâm đến việc bảo vệ người dân hay là đất nước Armenia. Cái mà họ quan tâm đó là làm sao để chống lại Nga. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.